Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 83. Nhiều người đứng ra chứng minh cho hắn thì đã làm sao? Con trai hắn có thủ với Dương Bách Xuyên là sự thật, nhất định là Dương Bách Xuyên đã giết chết Quan Thiên Ngạo. Quan Vân Phong hừ lạnh một tiếng rồi nó, ở trước mặt bản tôn mà các ngươi cũng dám nói lời ngon tiếng ngọt, chí bảo trấn phái của Bổ Thiên Cung không được mất, giết người thì đền mạng, hôm nay bản tôn phải thu phục ngươi, người đâu bắt lấy hắn. Ngay lập tức, vài lão già của Bổ Thiên Cung chuẩn bị động thủ. Dương Bách Xuyên híp mắt, phù một tiếng, kiếm đồ long xuất hiện trên tay. Hắn có thể nhìn ra, lão già Quan Vân Phong này đúng là không biết xấu hổ, nếu đã như vậy thì đánh một trận có sao. Nhưng ngay lúc này, Tiểu Trích Tiên Đường Đường nổi giận nói, lão sược, lùi xuống hết cho ta. Tức khắc, tất cả người của Bổ Thiên Cung đều dừng lại, trong thâm tâm của bọn họ, sư tổ chính là Trích Tiên chuyển kiếp, là sư tổ của Bổ Thiên Cung chuyển kiếp. Điều này đã được Thái Thượng Lão Trưởng đích thân khẳng định, nàng là một sự tồn tại có pháp lực vô biên, địa vị trí cao vô thượng, nếu so sánh thì cung thủ Quan Vân Phong phải thua xa. Hơn nữa từ khi Quan Vân Phong tiếp quản Bổ Thiên Cung, ham muốn cá nhân quá nặng, khiến cho một số trưởng lão rất bất mãn. Lúc này nghe thấy Trích Tiên Sư Tổ nói như vậy, ai dám động? Sư Tổ, người, Quan Vân Phong tái xanh mặt. Tiểu Trích Tiên Đường Đường chán ghét nhìn Quan Vân Phong nói, Quan Vân Phong, tất cả tai họa đều cho ngươi nuông chiều dung túng ra đứa con trai vô dụng Quan Thiên Ngạo, luyện thiên trận kỳ của ta là pháp khí trấn áp số mệnh của Bổ Thiên Cung, ta đã sớm nói không được dùng riêng, vì sao ngươi còn đưa cho con trai dùng? Ta, Quan Vân Phong cứng họng. Còn nữa, mặc dù ta chuyển kiếp trọng tu, không nhớ được những chuyện của kiếp trước, nhưng Thái Thượng Lão Trưởng đã kể lại những sự tích của ta. Ta chính là một trong những sư tổ của Bổ Thiên Cung, là người đặt ra môn quy, không cho phép truyền lại vị trí cung thủ theo cha truyền con nối trong gia tộc, vì sao ngươi lại truyền vị trí cung chủ cho con trai của mình? Ngươi cho rằng ta nhỏ tuổi nên dễ lừa sao? Hôm đó trên núi ta và ngươi đã dùng ký ức chuyển thế viết ra cho Bổ Thiên Cung thập đại công pháp, trong số có một bộ ma công ta đã mệnh lệnh phong ấn bên trong công pháp các, ngươi nói cho ta nghe thử xem, ngươi tu luyện thế nào? Không chỉ ngươi mà vì sao ngay cả con trai ngươi là Quan Thiên Ngạo cũng tu luyện được bộ ma pháp này. Thân là cung thủ Bổ Thiên Cung, đứng đầu chính đạo, cớ gì phải tu luyện huyền âm thiên ma trưởng, cha con các ngươi có ý gì? Muốn phát triển thế lực gia tộc ở Bổ Thiên Cung sao, ai cho các ngươi lá gan đó, hả? Tiểu Trích Tiên Đường Đường nhìn qua chừng 8-9 tuổi chất vấn từng tiếng, khí thế của tiểu cô nương khiến cho Quan Vân Phong toát cả mồ hôi lạnh trên trán. Mà trong lòng mấy trưởng lão của Bổ Thiên Cung đang đứng cạnh cũng chấn động, không ngờ Đường Đường là cung chủ lại dám coi thường môn quy như vậy. Tiểu Trích Tiên Đường Đường chính là môn quy sống sờ sờ, Quan Vân Phong dám chống đối nàng chính là coi thường Bổ Thiên Cung, huống hồ hai cha con hắn còn lợi dụng chức vị cung chủ để lén lút tu luyện ma công huyền âm thiên ma trưởng. Lúc trước vị tiểu sư tổ này đã sớm nói, không có sự cho phép của nàng thì bất cứ ai cũng không được tu luyện huyền âm thiên ma trưởng. Rõ ràng. Quan Vân Phong ỷ vào thân phận cung chủ, không chỉ bản thân lão tu luyện ma pháp mà còn truyền lại cho con trai Quan Thiên Ngạo, đây quả thật là đại nghịch bất đạo. Ở Bổ Thiên Cung, cung chủ không phải là sự tồn tại mạnh nhất, phía trên còn có Thái Thượng trưởng lão, mà vị tiểu sư tổ kia còn được Thái Thượng cung phụng như một tiểu tổ tông. Hôm nay Quan Vân Phong dám chống đối sư tổ khiến cho nàng nổi giận, mấy trưởng lão của Bổ Thiên Cung đều biết rõ, tiểu sư tổ nổi giận rất đáng sợ. Ai nấy đều không dám lên tiếng, chỉ yên lặng đứng cạnh. Dương Bách Xuyên cũng ngẩn người, không ngờ Tiểu Trích Tiên Đường Đường lại đứng về phe hắn, trong lòng cảm động không thôi, vui hơn là Quan Vân Phong tiêu đời rồi. Hắn đứng cạnh thôi mà cũng cảm nhận đường uy áp cường đại toát ra từ Tiểu Trích Tiên, khiến cho mọi người phải run sợ. Tiểu Trích Tiên Đường Đường hừ lạnh rồi nói, các trưởng lão Bổ Thiên Cung nghe lệnh, hôm nay phế truất Quan Vân Phong ra khỏi chức vị cung chủ. Trở về bẩm báo với Thái Thượng trưởng lão là ta nói như vậy, phẩm chất Quan Vân Phong không đứng đắn, không đảm đương được vị trí cung chủ. Nghe theo sư tổ, mấy trưởng lão lên tiếng đáp. Sắc mặt Quan Vân Phong lập tức từ xanh sang trắng, cả người run rẩy. Quan Vân Phong, người có ý kiến gì không? Tiểu Trích Tiên Đường Đường hỏi. Bị một câu nói của Đường Đường quyết định cả số mệnh, Quan Vân Phong có thể nói gì được? Hắn biết vị tiểu sư tổ này rất đáng sợ, cho nên nào dám có ý kiến.
Quan Vân Phong không dám ý kiến, sư tổ anh minh. Quan Vân Phong ảo não, thấp giọng đáp. Nếu đã như vậy thì người trở về Bổ Thiên Cung, sau đó tới Trấn Ma Cung tự suy nghĩ đi. Tiểu Trích Tiên trực tiếp ra lệnh. Vâng, Quan Vân Phong cô đơn đáp. Sau đó xoay người đi thẳng. Dương Bách Xuyên biết, không phải do địa vị cao quý ở Bổ Thiên Cung của Tiểu Trích Tiên, mà là do thực lực sâu khó lường mới khiến cho Quan Vân Phong không dám ho he gì như vậy. Thế giới tu sĩ chính là như vậy, có thực lực là sẽ có tất cả. Nhưng ngay sau đó đã diễn ra một màn khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Đương nhiên, tất cả mọi người ở đây không bao gồm Dương Bách Xuyên. Bởi vì chuyện của Quan Vân Phong nên Dương Bách Xuyên vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Khi Quan Vân Phong đi ngang qua người Dương Bách Xuyên, hắn nhìn thấy sự hận thù lóe lên trong ánh mắt của lão ta rồi vụt mất. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên cảnh giác, vậy nên mới phòng bị. Đối với Quan Vân Phong mà nói, lão ta cho rằng Dương Bách Xuyên đã giết chết con trai Quan Thiên Ngạo của mình, cũng chính vì Dương Bách Xuyên nên mới khiến tiểu sư tổ nổi giận với lão ta, đẩy lão xuống địa ngục. Đường đường là cung cụ cao quý của Bổ Thiên Cung, chỉ vì một câu nói liền bị sư tổ hủy bỏ, đây chính là sư tổ dạy bảo, lão không dám nói gì bởi vì biết rõ vị sư tổ này kinh khủng như thế nào. Nhưng Dương Bách Xuyên đúng là đáng chết, nếu không bởi vì hắn ta thì hôm nay sư tổ cũng sẽ không tức giận. Trong lòng Quan Vân Phong nghĩ như vậy, nhưng lão ta chưa bao giờ nghĩ tới, lão ta làm trái lời dạy của tổ tiên, lợi dụng chức quyền lập con trai làm thiếu chủ cung, dùng quyền lực lén lút tu luyện huyền âm thiên ma trưởng. Lão ta không nghĩ tới những chuyện này sẽ bị sư tổ biết được. Cũng không nghĩ tới một trong những lý do trên đã chạm tới mấu chốt của Bổ Thiên Cung mới bị mất đi chức vị cung chủ. Có lẽ hôm nay Tiểu Trích Tiên đường đường chỉ muốn mượn cớ mà thôi. Trong lòng Quan Vân Phong bị căm tức lấp đầu, lão không dám làm gì tiểu sư tôn, nhưng Dương Bách Xuyên ở trong mắt hắn chỉ là một phân thần sơ kỳ nhỏ nhoi, tu vi của lão là phân thần hậu kỳ, hơn nữa còn là tu sĩ đã đạt tới phân thần hậu kỳ từ rất lâu, giết một tên Dương Bách Xuyên chỉ là chuyện đơn giản. Lão ta giết người ngoài, không tin vị sư tôn kia lại hồ đồ đi giết Quan Vân Phong này. Tốt xấu gì ở Bổ Thiên Cung, lão không có công lao thì cũng có khổ lao, mất đi chức vị chính là sự trừng phạt lớn nhất, nếu như sư tổ còn vì một người ngoài mà giết chết Quan Vân Phong này, đám trưởng lão ở Bổ Thiên Cung nhất định sẽ không đồng ý. Quan Vân Phong chút hết giận dữ lên người Dương Bách Xuyên, lúc đi ngang qua, lão ta bất thình lình ra tay. Đi chết đi, lão ta dùng toàn lực đánh một trưởng lên đầu Dương Bách Xuyên. Láo xược, Tiểu Trích Tiên nổi giận. Nhưng nàng không kịp ngăn cản. Vân tử, Diệp Vô Tâm hét lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đại ca, Hiền đệ, Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi hô lên. Không một ai nghĩ tới Quan Vân Phong lại không biết xấu hổ như vậy, ỷ lớn hiếp nhỏ lại còn đánh lén. Ở phía xa, mặc dù Hạ Thiền không nói gì, chỉ siết chặt tay. Trái tim nàng như treo lên. Dù cho giữa nàng và Dương Bách Xuyên đã xảy ra chuyện không thể giải thích được, sau đó trong lòng nàng sinh ra trở ngại, nhưng nghĩ lại Dương Bách Xuyên cũng chỉ vì cứu nàng không trách hắn được. Huống hồ, hắn còn là người thừa kế dưới danh nghĩa Tư Không Nguyên cha của nàng, tiếp xúc với nhau ở trong bí cảnh, Hạ Thiền rất tán thưởng vị sư đệ này. Giờ đây, nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị Quan Vân Phong đánh lén, sắc mặt của Hạ Thiền trắng như tờ giấy, trong lòng thầm hối hận. Nếu như có thể bắt đầu lại thì nàng sẽ làm bạn đồng hành cùng hắn. Nhưng, hắn có thể tránh thoát được đòn đánh lén của Quan Vân Phong không? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Rất nhiều người đã chứng kiến Dương Bách Xuyên chém giết vô số hung thú huyết nhục thao thiết cường đại, quả thực Dương Bách Xuyên là hạng người trẻ tuổi tài cao. Nhưng mà lúc này, người mà hắn phải đối mặt chính là cung chủ của Bổ Thiên Cung Quan Vân Phong, một lão quái tu luyện. Cường giả phân thần hậu kỳ, đại diện cho hạng người cường đại nhất của Sơn Hải giới, huống hồ lão ta còn đánh lén Dương Bách Xuyên. Hầu như bọn họ đều cho rằng Dương Bách Xuyên chết chắc rồi. Có điều, giây sau tất cả mọi người lại sửng sốt. Khi Quan Vân Phong đánh ra một trường, chẳng biết từ khi nào Dương Bách Xuyên cũng vung nắm đấm về phía trước. Giờ phút này họ mới biết, Dương Bách Xuyên sớm đã đề phòng Quan Vân Phong. Những người quan tâm tới Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, đồng thời cũng căng thẳng theo, bởi vì không một ai biết,
Dương Bách Xuyên lấy cứng đối cứng sẽ có kết quả như thế nào? Thật ra đa số mọi người đều cho rằng Dương Bách Xuyên sẽ thua. Bởi vì cách biệt tu vi quá lớn, Dương Bách Xuyên là phân thần sơ kỳ, còn Quan Vân Phong là hậu kỳ. Hơn kém nhau hai cảnh giới nhỏ. Tu vi cấp bậc càng cao thì chỉ cần một kém nhau một cảnh giới nhỏ thôi thì thực lực cũng đã chênh lệch xa, không thể so sánh được. Không ai xem trọng Dương Bách Xuyên. Trong nháy mắt, hai nắm đấm đã chạm nhau. Ầm ầm. Răng rắc. Tiếng nổ và tiếng gãy xương cùng vang lên, lấy hai người họ là trung tâm, bụi đất xung quanh bay mù mịt bao phủ bọn họ. Cũng ngay lúc này tất cả bọn người đều nghe thấy tiếng kêu rên. Có người đã bị thương. Đa số đều chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ chịu thiệt. Tuy nhiên, ngay sau đó là một âm thanh va chạm khác, cuối là tiếng hét thảm. À, ngươi! Có gì đó không đúng, rất nhiều người nghe ra tiếng kêu thảm này hình như là của Quan Vân Phong chứ không phải là Dương Bách Xuyên. Từng người suy đoán. Bụi bặm tản đi, giữa sân xuất hiện hai bóng hình đang đứng thẳng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, bọn họ không khỏi hít lạnh. Chỉ thấy trên bàn tay đầy máu của Dương Bách Xuyên đang cầm một nguyên anh, sau đó bóp vỡ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cơ thể Quan Vân Phong hét lên một tiếng rồi ngã gục. Tất cả những người trông thấy cảnh này suýt chút nữa đã rơi cả tròng mắt ra ngoài. Không ngờ kết quả cuối cùng là Dương Bách Xuyên giết chết Quan Vân Phong, vừa rồi bên trong cát bụi mù, bọn họ cũng không biết đánh nhau thế nào, dù sao thì Dương Bách Xuyên cũng móc nguyên anh của Quan Vân Phong rồi bóp vỡ, điều này đồng nghĩa với việc lão ta đã hồn bay phách lạc. Tất cả đều im lặng như chết. Qua một lúc, Hầu Đậu Đậu mới hô lên. Phá vỡ đi sự yên tĩnh, ha ha, đại ca uy vũ. Diệp Vô Tâm mừng tới chảy nước mắt. Hạ Thiền ở phía xa thả lỏng, nàng thở dài một hơi. Tiểu Ô Quy cũng hoan hô, nhưng đa số là chấn động, rõ ràng bọn họ đã nhìn thấy được một người có thể sánh ngang với cường giả danh tiếng phân thần cảnh vùng dậy. Có thể giết được Quan Vân Phong, điều này có thể chứng minh, Dương Bách Xuyên có thực lực tuyệt đối, sức mạnh của hắn còn vượt qua cả phân thần hậu kỳ. Nghĩ tới đây, rất nhiều người âm thầm nhớ kỹ Dương Bách Xuyên. Lúc trước, Lâu Nhất Trầm đang cố gắng gây phiền phức cho Dương Bách Xuyên cũng đổ cả mồ hôi lạnh, may mà lão ta không đối đầu với Dương Bách Xuyên, nếu không thì kết cục của lão sẽ giống như Quan Vân Phong, thậm chí còn thảm hơn, Quan Vân Phong đánh lén còn không giết được Dương Bách Xuyên, ngược lại còn bị hắn ta bóp nát nguyên anh, đúng là quái thai không thể trêu vào. Cho dù là yêu tộc một phương cũng đưa ra đánh giá giống như Lâu Nhất Trầm. Dương Bách Xuyên chính là quái thai không chọc nổi. Hiện tại với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn càng ngày càng bội phục lão đầu hơn. Nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi để ý thấy ánh mắt hận thù của Quan Vân Phong, hắn đã âm thầm dồn lực lượng để kích phát thủ cốt thần thông trên tay phải, lúc đánh ra quyền đó, trong đầu liền nhớ đến hình ảnh con người đột trời đạp đất phá núi giống như một chiến thần, hắn đang nghĩ bản thân giống như chiến thần với ý chí bất khuất. Dùng cú đấm mang khí thế có thể phá nát một ngọn núi chống lại công kích của Quan Vân Phong. Cú đấm này đã khiến cho Quan Vân Phong gãy cương, thừa thắng xông lên, hắn mang theo khí thế khủng bố, trạng thái chiến đấu đạt tới đỉnh phong, Dương Bách Xuyên huy động lực lượng chân khí toàn thân, đánh ra một chưởng làm Quan Vân Phong trọng thương, nôn ra máu. Nắm lấy cơ hội, hắn móc nguyên anh của Quan Vân Phong rồi bóp nát. Điểm quan trọng nhất là... Dương Bách Xuyên cảm nhận được Ngô Mặc Thu đã ra tay, có lẽ là nhìn thấy Quan Vân Phong đánh lén nên nàng mới lo lắng ra trận. Hắn biết công kích của Ngô Mặc Thu không mạnh, nhưng ở trong hoàn cảnh này, Ngô Mặc Thu chỉ cần ẩn thân trong tối, lén lút động chút chân tay với Quan Vân Phong thì cũng có thể khiến cho lão ta giật mình mất đi cơ hội, nhân lúc đó hắn mới đánh thêm một chưởng, lập tức lấy mạng Quan Vân Thiên. Nhưng cũng có thể chứng minh. Hiện tại hắn dùng khí thế mà lão đầu truyền thụ cho cũng đủ để áp được tu sĩ phân thần hậu kỳ. Nhìn từng ánh mắt khiếp sợ của nhân yêu tộc, trong lòng Dương Bách Xuyên khó tránh khỏi có chút đắc ý. Có điều, lúc này sư phụ Vân Thiên Tà lại nói một câu làm hắn tụt cả hứng. Tiểu tử tối, giết chết một tu sĩ ngay cả ngũ hành phân thân còn chưa tu luyện được thì có gì mà đắc ý. Ở tu chân giới, tu sĩ có cấp bậc phân thần cảnh nhiều như lông, không tính là có bản lĩnh. Đừng có mà tự kiêu tự mãn. Nếu như bây giờ con giết được tu sĩ phân thần hậu kỳ hội tụ đủ ngũ hành thì mới xem như có chút bản lĩnh,
Hơn nữa, nếu như không có tiểu cô nương quỷ tu ở trong tối quấy rầy người này, còn có thể giết chết lão ta dễ dàng như vậy sao? Bất cứ lúc nào Vân Thiên Tà cũng có thể đả kích Dương Bách Xuyên, dù sao thì cũng chẳng khen ngợi hắn mấy lần. Lão đầu chết tiệt, cần người nói làm gì, đương nhiên là con biết. Người nào đó lẩm bẩm nói. Ngay lúc này, Tiểu Trích Tiên đường đường nói, đại ca ca, huynh thật lợi hại. Dương Bách Xuyên đột nhiên giật mình, hắn nhìn gương mặt cười như không cười của Tiểu Trích Tiên đường đường, giống như trong mắt nàng còn có thâm ý khác. Hắn quên mất, mặc dù Quan Vân Phong bị Tiểu Trích Tiên đường đường tước đi chức vị cung chủ, nhưng không hề bị đuổi khỏi Bổ Thiên Cung, bây giờ hắn giết chết Quan Vân Phong, không biết Tiểu Trích Tiên có gây phiền phức cho hắn không. Dương Bách Xuyên nhìn gương mặt của Tiểu Trích Tiên đường đường, trong lòng khó chịu, hắn biết bề ngoài của vị Tiểu Trích Tiên này rất dễ mê hoặc người khác. Vị Trích Tiên thâm sâu khó lường này không giống như một tiểu cô nương mà nàng thể hiện bên ngoài. Con người thường bị chính đôi mắt của mình mơ hồ, thật ra muốn nhìn thấu bản chất của vạn vật phải suy nghĩ. Giống như Tiểu Trích Tiên, Dương Bách Xuyên hoặc là nói đa số người nhìn thấy Tiểu Trích Tiên đường đường sẽ cho rằng, nàng là một tiểu cô nương chừng 8-9 tuổi. Bởi vì cho dù là vẻ bề ngoài hay là cử chỉ thì đều bộc lộ ra vẻ ngây thơ. Thế nên khi Dương Bách Xuyên giết chết Quan Vân Phong, hắn căn bản không hề suy nghĩ nhiều đến Tiểu Trích Tiên. Nhưng lúc này, khi Tiểu Trích Tiên nói ra một câu, đại ca ca, huynh thật lợi hại, nghe thì có vẻ ngây thơ nhưng khi nhìn vào ánh mắt của nàng, Dương Bách Xuyên lại run rẩy. Ánh mắt của Tiểu Trích Tiên đường đường quá trong veo, con người không thể có được ánh mắt này. Thế nên Dương Bách Xuyên mới bừng tỉnh. Lúc này, trong đầu Dương Bách Xuyên mới nhớ tới, Tiểu Trích Tiên chính là sư tổ của Bổ Thiên Cung chuyển kiếp, là trưởng bối của Quan Vân Phong, mặc dù mang bộ dạng ngây thơ của một đứa trẻ 8-9 tuổi nhưng nghĩ kỹ lại, lần đầu tiên hắn gặp Tiểu Trích Tiên đã là hơn 100 năm trước, không một ai biết được nàng đã tu luyện bao nhiêu năm. Một Trích Tiên chuyển kiếp, lẽ nào mang diện mạo của một đứa trẻ thì là trẻ con hay sao? Dương Bách Xuyên biết nàng không phải là trẻ con, bây giờ nghĩ lại, có vẻ như Tiểu Trích Tiên đường đường đang muốn tính sổ với hắn. Nói thế nào thì Quan Vân Phong cũng là đệ tử Bổ Thiên Cung, hắn giết Quan Vân Phong trước mặt Tiểu Trích Tiên đường đường đồng nghĩa với việc vả thẳng vào mặt nàng, giết chết đồ tử đồ tôn của Tiểu Trích Tiên. Dương Bách Xuyên biết rất nhiều tông môn coi trọng những chuyện liên quan đến mặt mũi như vậy, càng là tông môn lâu đời thì lại càng xem trọng thể diện, trong một số trường hợp nhất định. Thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Nghe thấy giọng nói ngây ngô của Tiểu Trích Tiên đường đường, cả cơ thể Dương Bách Xuyên cũng bắt đầu căng thẳng theo. Trong lòng cười khổ, quả nhiên, vẫn phải tới. Hắn cảm nhận được một cỗ uy áp phát ra từ trên người của đường đường đang vây xung quanh hắn. Sắc mặt hắn cứng đờ, vẫn là nặn ra một nụ cười nói, cũng không tính là lợi hại, đường đường còn lợi hại hơn. Dương Bách Xuyên cười tâu toét. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì hắn thật sự không muốn trở mặt với Tiểu Trích Tiên. Một khi không chắc chắn, hắn cần sư phụ ra tay, nhưng nếu như vậy, hắn sợ sẽ làm tổn hại tới Tiểu Trích Tiên. Sâu trong nội tâm, hắn quả thật rất có cảm thiện với Tiểu Trích Tiên đường đường, hơn nữa vừa rồi Tiểu Trích Tiên còn ra tay giúp hắn giải quyết một đòn công kích của Lâu Nhất Trầm. Nói thật thì hắn không có thù oán gì với Tiểu Trích Tiên cả. Ngược lại thì bọn họ còn có một phần liên hệ là thịt nướng. Lúc này, Dương Bách Xuyên cũng không nắm chắc được Tiểu Trích Tiên cho dở mặt với mình hay không. Mặc dù Tiểu Trích Tiên phóng ra uy áp nhưng Dương Bách Xuyên lại không cảm nhận được sát ý, vì vậy hắn mới chần chừ, không bắt buộc thì hắn cũng không muốn trở mặt. Nhưng nếu như Tiểu Trích Tiên thật sự coi trọng mặt mũi, vì Quan Vân Phong mà ra tay với hắn thì hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Lúc đó sẽ nhờ sư phụ giúp đỡ. Hai người giống như đang cười, mắt to trừng mắt nhỏ, bộ dạng cười híp mắt giải thích. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Người thì lo lắng, người thì hả hê. Có điều lúc này không một ai dám lên tiếng, đối với vị Tiểu Trích Tiên thần bí của Bổ Thiên Cung này, dù là các lão quái vật của nhân tộc hay là yêu tộc thì đều biết, nàng ta không dễ trêu chọc. Trong giới cường giả từng có lời đồn về vị Tiểu Trích Tiên của Bổ Thiên Cung, có lẽ cả Sơn Hải giới này cũng chỉ có Tiểu Trích Tiên mới đủ sức đấu với sư giả Hóa Thê Lương. Mặc dù chỉ là lời đồn không một ai chứng thực, nhưng theo phản ánh từ một phía thì tu vi của Tiểu Trích Tiên đường đường quả thật là uyên thâm. Lâu Nhất Trầm vui vẻ,
lão ta chỉ mong Dương Bách Xuyên bị Tiểu Trích Tiên đánh chết, thầm cười hả hê. Nhiều người đứng nhìn với thái độ xem náo nhiệt. Những người quan tâm Dương Bách Xuyên cũng không dám lên tiếng, bọn họ kiêng kỵ thực lực của Tiểu Trích Tiên, sợ nàng giận chó đánh mèo, thứ hai là do bối phận vai vế của nàng rất cao, vậy nên không một ai dám nói câu nào, bọn họ cũng không muốn đắc tội với vị Tiểu Trích Tiên này. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói chói tai vang vọng. Đường đường là cung chủ Bổ Thiên Cung, thánh địa đứng đầu của nhân tộc bị người ta giết chết, đúng là mất mặt, ha ha, thú vị đây. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy kẻ đang lên tiếng là Giao Long Vương của hải tộc nhất mạch, đương nhiên cái chức Giao Long Vương này chỉ là tự phong mà thôi, có điều cũng là bá chủ của một vùng hải tộc, lúc này cũng chỉ có hải yêu dám nói như vậy, dù sao thì biển cũng cách xa đất liền, không hay chạm mặt. Còn mục đích vì sao Giao Long Vương nói như vậy, đương nhiên là để xúi dục, con trai Giao Long Thái tử của lão ta chết trong tay Dương Bách Xuyên và Quan Thiên Ngạo của Bổ Thiên Cung. Lúc này người muốn nhìn thấy Tiểu Trích Tiên giết chết Dương Bách Xuyên nhất chính là Giao Long Vương, tất nhiên còn có hai tộc hải yêu Bạch Sa và Bạch Tuộc. Không một ai nói chuyện, lúc này Giao Long Vương lại nói như vậy, rõ ràng là đang đổ thêm dầu vào lửa, đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì đây là một tai họa, lời nói của Giao Long Vương rất có ý đồ. Một khi Tiểu Trích Tiên động thủ, khó tránh khỏi sẽ đánh giết Dương Bách Xuyên. Lúc này, Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn Giao Long Vương một cái, trong lòng tràn đầy sát khí, hắn biết Giao Long Vương nói ra những lời này là muốn giết hắn. Những từ như thế này có thể được gọi là trả thù. Mà ngay lúc này, Tiểu Trích Tiên bỗng nhiên cười khúc khích, gương mặt tràn đầy ý cười nói, đại ca ca, huynh giết chết đệ tử Bổ Thiên Cung, muội không tính toán với huynh nữa. Dù sao thì muội cũng rất ghét cái tên Quan Vân Phong này, nhưng mà đổi lại thì hôm nay huynh phải nướng thịt cho muội ăn, phải ăn thật no, nhưng mà muội muốn ăn thịt nướng thượng phẩm, thế nào? Tiểu Trích Tiên đường đường vừa nói chuyện, uy áp toàn như thủy triều rút xuống. Dương Bách Xuyên lập tức thở phào một hơi, cuối cùng cũng không cần đánh, hắn không sợ Tiểu Trích Tiên đường đường, mà ấn tượng của hắn với nàng không tệ, không bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn trở mặt. Nghe Tiểu Trích Tiên đường đường nói như vậy trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng nhiều hơn là cảm kích Tiểu Trích Tiên, bởi vì một câu của nàng, nàng cũng ghét Quan Vân Phong, điều này giúp loại bỏ ác cảm của đệ tử Bổ Thiên Cung với hắn. Còn về yêu cầu đòi ăn thịt nướng của Tiểu Trích Tiên khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười, quả nhiên là đồ ham ăn. Khóe mắt hắn liếc về phía Giao Long Vương, Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nói với Tiểu Trích Tiên, được, không thành vấn đề. Hôm nay ta mời muội ăn thịt Giao Long nướng, được không? Ý cười trên gương mặt Tiểu Trích Tiên càng sâu hơn, nàng gật đầu như gà mổ thóc, được đó, ăn thịt Giao Long, có cần muội giúp gì không? Vừa nói vừa rớt cả nước miếng. Không cần, một con rắn kích thước lớn chút mà thôi, muội chờ ở đây ta đi làm thịt hắn, rút gân nướng thịt cho muội ăn. Dương Bách Xuyên cười hì hì nói. Ha ha ha, đại ca ca người ta ngày càng thích huynh rồi đó. Sau này muội chống lưng cho huynh, huynh theo muội lăn lộn, chúng ta liên thủ ăn hết cái sơn hải giới này, ha ha ha. Tiếng cười lanh lảnh của Tiểu Trích Tiên vang vọng toàn trường. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, chủ ý này không tệ, có cơ hội chúng ta làm một tổ hợp tín đồ ham ăn, ha ha. Tổ hợp tín đồ ham ăn, cái tên này nghe hay đấy, muội thích, Tiểu Trích Tiên đường đường sáng mắt nói. Ha ha ha, Dương Bách Xuyên cười lớn. Lúc này hắn và Tiểu Trích Tiên rất ăn ý với nhau, hắn biết Tiểu Trích Tiên cũng không vừa ý với câu nói vừa rồi của Giao Long Vương, điều này khiến cho Tiểu Trích Tiên muốn tấn công lão ta. Trong lòng Dương Bách Xuyên đối với Giao Long Vương tràn ngập sát khí, hôm nay nếu như Tiểu Trích Tiên không đủ tinh tế thì sẽ nghe theo lời Giao Long Vương mà đánh nhau với hắn, từng câu từng chữ của lão ta chẳng khác nào như muốn giết hắn. Hắn đâu có phải trái hồng mềm. Con trai khốn kiếp của ngươi muốn giết ta, ta chưa tìm ngươi tính sổ thì thôi, hiện tại con rắn nhà ngươi còn dám chạy tới đây khiêu khích, hôm nay tiểu ra đây phải giết ngươi, lấy thịt nướng cho Tiểu Trích Tiên ăn, cũng coi như là nể mặt mũi Tiểu Trích Tiên và Bổ Thiên Cung, giải quyết vụ hắn giết Quan Vân Phong. Trong vô hình, Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên đã ngầm hiểu ý của nhau, hắn giết Giao Long Vương xem như là lập uy, nếu không sau này những thế lực kia sẽ tìm hắn gây phiền phức, gây rối đệ tử Vân Môn. Sau khi sư phụ thức tỉnh, Dương Bách Xuyên khó tránh khỏi một ngày nào đó sẽ rời khỏi Sơn Hải Giới,
trước khi đi hắn phải giết Giao Long Vương để lập uy, đảm bảo cho con đường sau này của đệ tử Vân Môn ở Sơn Hải giới. Hôm nay, Giao Long Vương đã chọc vào nòng súng của Dương Bách Xuyên, mọi người nghe thấy tiếng cười lớn của hai bọn họ thì toát cả mồ hôi lạnh. Trong lòng của mỗi người đều nghĩ tới sáu chữ, một đôi lớn nhỏ điên cuồng. Trong lúc Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên trò chuyện vui vẻ, mọi người đều nghe rõ ràng, Tiểu Trích Tiên bảo Dương Bách Xuyên cho nàng ăn cái gì mà thịt nướng. Mặc dù đa số không biết thịt nướng là cái gì, nhưng bọn họ cũng đoán được một chữ ăn. Mà đối tượng bị ăn ở đây hình như là thịt giao long. Đây là đoạn đối thoại của Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên. Tiểu Trích Tiên còn hỏi có cần nàng giúp đỡ hay không? Thịt giao long. Trong hai tộc nhân yêu, chỉ có Giao Long Vương của hải tộc nhất mạnh là Giao Long. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Bách Xuyên điên rồi. Hắn muốn giết Giao Long. Mà Tiểu Trích Tiên của Bổ Thiên Cung còn điên hơn, nàng ta muốn ăn Giao Long. Một người dám giết, một người dám ăn. Ở trong lòng mọi người lúc này, Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên chính là hai kẻ điên mất trí. Không phải kẻ điên mới dám giết Giao Long, ăn Giao Long hay sao? Phải biết, Giao Long Vương của hải tộc nhất mạch là bá chủ một vùng biển, có thể so sánh ngang với phân thần hậu kỳ. Sự tồn tại có cùng cấp bậc với những trưởng lão, môn chủ, cung chủ của thế lực siêu nhiên. Dễ giết dễ ăn như vậy sao? Đương nhiên bọn họ biết rõ vị Tiểu Trích Tiên của Bổ Thiên Cung, nàng dám. Nhưng Dương Bách Xuyên dám giết sao? Cho dù hắn dám thì có thể giết được Giao Long Vương sao? Vừa rồi, quả thật là Dương Bách Xuyên đã giết chết Quan Vân Phong của Bổ Thiên Cung, nhìn qua có vẻ rất cường đại, có lẽ hắn ta thật sự có năng lực giết chết Giao Long Vương. Nhưng có một điều, rất nhiều người cùng biết, từ trước tới nay yêu tộc rất đoán kết, nhất là hải yêu nhất mạch, bọn họ không ở đất liền mà sống ở dưới biển sâu, so với tu sĩ trên đất liền thì hải yêu có vẻ yếu hơn. Chính vì lý do này mà khi đối phó với nhân tộc hay là yêu tu trên đất liền thì đều rất đoàn kết. Nói cách khác, nếu như Dương Bách Xuyên giết chết Giao Long Vương thì hắn sẽ phải đối mặt với chúa tể tứ đại hải yêu. Có lẽ là bộ tộc Bạch Sa, Bạch Tuộc và Long Quy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dương Bách Xuyên chỉ cần động thủ là sẽ đối đầu với tứ đại yêu của hải tộc, mỗi một người đều có thực lực sánh ngang phân thần hậu kỳ, hắn có thể đánh thắng được sao? Nhân tộc thấy vậy thì vui mừng, không một ai tham gia, có Tiểu Trích Tiên của Bổ Thiên Cung ở đây thì bọn họ cũng không dám tham gia. Yêu tộc Đại Hoang thì không cần nói, bọn họ có cùng thái độ với bộ tộc Phi Cầm, chỉ cần không đụng chạm gì tới lợi ích của Đại Hoang thì mấy người muốn làm gì thì làm. Nhưng đương sự là Giao Long Vương lại cảm thấy vô cùng nhục nhã, lão ta trở thành một món ăn trong câu chuyện cười của Dương Bách Xuyên và Tiểu Trích Tiên. Điều này khiến cho chúa tể của một vùng sau khi chân long tuyệt chủng Giao Long Vương sao có thể chịu đựng sỉ nhục như vậy. Tức chết bản vương, tiểu tử kia, nộp mạng đi. Giao Long Vương dứt lời rồi xông về phía Dương Bách Xuyên, lão ta kiêng kỵ vị Tiểu Trích Tiên của Bổ Thiên Cung, nhưng Dương Bách Xuyên thì không chắc, mặc dù Dương Bách Xuyên giết chết được cung chủ Bổ Thiên Cung có tu vi phân thần hậu kỳ Quan Vân Phong, nhưng với Giao Long Vương mà nói, đó là do Quan Vân Phong không có bản lĩnh. Hơn nữa, lão ta là Hắc Giao Long, một trong những tộc chúa tể đại hải, cơ thể của yêu tu vốn dĩ đã mạnh hơn nhân tộc, thế nên Giao Long Vương vô cùng phẫn nộ, lão ta muốn nuốt sống Dương Bách Xuyên, một nhân loại nhỏ bé cũng dám làm nhục lão. Trong tay Dương Bách Xuyên lóe lên tia sắc lẹm, trong lòng nói thầm, hôm nay giết rồng. Ong! Kiếm đầu long đáp lại Dương Bách Xuyên. Trong kiếm có linh, cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân. Dương Bách Xuyên đặt tên cho thanh kiếm là Đồ Long, giết rồng, nhưng thanh kiếm này vẫn chưa từng giết qua con rồng nào. Mặc dù đối phương là Giao Long, nhưng cũng xem như là rồng. Hôm nay con Giao Long này đã chọc giận Dương Bách Xuyên, không giết thì kiếm không vang, lòng cũng không yên. Đối mặt với công kích của Giao Long Vương, Tiểu Trích Tiên đường đường cười hi hi, yên lặng lùi về phía sau. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật. Hắn cảm giác như mục đích chính của bị Tiểu Trích Tiên này là hy vọng hắn giết chết Giao Long Vương. Hoặc nói đúng hơn là, nàng đang thăm dò thực lực của hắn. Mặc kệ thế nào, hôm nay Dương Bách Xuyên nhất định phải giết chết con Giao Long này. Cự kiếm dứt khoát, hắn vận công chân khí, giây sau,
trong mắt hắn đã xem Giao Long Cường Đại thành một con sâu gióm, xem bản thân mình thành một chiến thần đội trời đạp đất, vung kiếm giết sâu. Kiếm phong nhẫn, chém. Hừ, Giao Long Vương căn bản không dùng tới pháp khí, thân là Giao Long, móng vuốt của lão ta chính là pháp khí tốt nhất. Lão ta khoát tay hóa thành long chảo chộp về hướng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đánh ra chiêu thức thứ nhất của kiếm kỹ toàn phong, chém tới móng vuốt Giao Long Vương. Mà mấy lão già kia nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất kiếm thì giật giật mí mắt. Tu sĩ bình thường không thể nhận ra, nhưng bọn họ có thể. Dương Bách Xuyên chém ra 9 kiếm trong cùng một lúc, nhìn bề ngoài thì giống như một kiếm khí sắc như đao. Nhưng bọn họ đều là những lão quái vật có hiểu biết rộng, đương nhiên nhận ra được uy vũ cất chứa bên trong một kiếm này, vốn dĩ kiếm kỹ thần hồn đã cường đại, chém ra 9 kiếm một lúc không phải là người bình thường có thể làm được. Tuyệt kiếm. Hơn nữa, sau khi kiếm khí của Dương Bách Xuyên hình thành mang lại cho tất cả mọi người một loại khí thế có thể phá núi chặt sông, điều này khiến cho trái tim bọn họ đập điên cuồng. Hiện tại bọn họ đã biết, Dương Bách Xuyên có thể giết chết được Quan Vân Phong không phải do mưu mẹo mà là dựa vào thực lực chân chính. Không một ai nghe được, sau khi Tiểu Trích Tiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên xuất kiếm thì tự lẩm bẩm, quả nhiên là khí thế chiến kỹ, hơn nữa còn là khí thế chi tâm, không nhìn lầm, hôm nay bữa thịt Giao Long này lại dâng tận miệng, hí hí. Hai bên giao đấu trong nháy mắt, giữa tiếng nổ vang lên âm thanh kêu gào thảm thiết. Mọi người nhìn thấy một màn xương máu nổ tung, Giao Long Vương bị một kiếm của Dương Bách Xuyên chém đứt một tay rơi xuống đất, sau đó lập tức biến thành một long chảo đen kịt, Giao Long Vương hét thảm. Một kiếm đã chém đứt được móng vuốt của Giao Long Vương, khiến cho lão ta kêu lên đau đớn. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Lúc này, tam đại hải tộc vốn đang đứng quan sát, Đại Bạch Sa, Bạch Tuộc, Long Quy cũng khiếp sợ trong lòng. Dựa theo lệ cũ, nếu như Giao Long Vương thất bại thì tam tộc khác sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng lúc này, thủ lĩnh của tam tộc cũng sợ hãi, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ đã chứng kiến được khí thế không tầm thường từ kiếm của Dương Bách Xuyên. Một chiêu đã chém dụng long chảo của Giao Long Vương, đồng nghĩa với việc Giao Long Vương không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên. Không ai trong số họ chắc chắn rằng mình có thể nắm chắc được kiếm chiêu của Dương Bách Xuyên. Huống hồ, Long Quy Vương sẽ không ra tay, vừa rồi con gái Long Kiều Nam đã nói Dương Bách Xuyên sẽ không làm điều ác, hơn nữa hắn ta còn là ân nhân cứu mạng của Tiểu Ô Quy. Nếu như ở trường hợp khác, Long Quy Vương sẽ vì đại cục, có lẽ sẽ ra tay giúp đỡ Giao Long Vương, nhưng hôm nay còn có vị Tiểu Trích Tiên của Bổ Thiên Cung, nói cho cùng thì cũng do Giao Long Vương chọc tức Dương Bách Xuyên. Đây cũng xem như là ân oán cá nhân, không phải là ân toán của nhân tộc với hải tộc, Long Quy Vương không cần phải mạo hiểm. Sâu trong nội tâm, Long Quy Vương còn hy vọng Dương Bách Xuyên có thể giết kết Giao Long Vương, trong tứ đại bá chủ của địa hạt đại hải, thế lực của Giao Long nhất mạch thường xuyên xâm phạm vùng biển của tộc Long Quy, nếu như Giao Long Vương bị Dương Bách Xuyên giết chết thì Long Quy Vương chính là đệ nhất bá chủ của địa hạt đại hải. Long Quy Vương là hậu duệ của Chân Long. Từ trước tới nay vẫn luôn muốn thống nhất địa hạt đại hải, nếu như Giao Long Vương chết đi thì bộ tộc Long Quy sẽ có hy vọng thống trị biển cả. Có điều, nhìn hai tộc Bạch Sa và Bạch Tuộc cũng không động thủ khiến Long Quy Vương sinh ra thất vọng, bọn họ cũng xông lên thì tốt biết mất, tốt nhất là bị Dương Bách Xuyên giết hết thì tộc Long Quy mới có thể thống trị biển cả. Long Quy Vương nghĩ rất hay, nhưng Đại Bạch Sa và Bạch Tuộc cũng không ngu ngốc, bọn họ vẫn không chịu động thủ. Buồn bực và sợ hãi nhất chính là Giao Long Vương, khi giao thủ thì lão ta mới phát hiện mình đã quá khinh thường Dương Bách Xuyên, một kiếm chém ra của tên tiểu tử này có tới 9 đạo kiếm khí chồng lên nhau, kiếm khí đột ngột bộc phát uy lực vô biên, hơn nữa còn ẩn chứa rất sâu, sơ sẩy một cái đã bị chặt đứt một móng vuốt. Quan trọng nhất là tam tộc còn lại không hề ra tay giúp đỡ lão. Lúc này, Giao Long Vương vừa giận vừa sợ, lão giống lên một tiếng rồi hóa ra chân thân. Quyết định liều mạng với Dương Bách Xuyên, lão biết hôm nay nếu như không phải Dương Bách Xuyên chết thì Giao Long Vương này sẽ bỏ mạng. Lão ta không còn mong đợi gì ở Tam Đại Hải Yêu kia nữa. Gào! Giữa tiếng rồng giống, Giao Long Vương hóa thân thành một con Giao Long đen nhánh to bằng thùng nước, dài gần 100 mét, đột nhiên bay thẳng lên trời rồi lơ lửng trên không, sau đó lại từ độ cao hàng trăm mét lao thẳng về hướng Dương Bách Xuyên. Gào!
tiếng giống vang vọng chân trời, khí thế dâng trào. Chỉ có điều tứ chi long chảo thiếu đi một cái chân trước làm giảm đi một chút khí thế. Há miệng giống to, giao long vương nuốt một ngụm long khí màu đen, giữa không trung vang lên tiếng nổ tung chấn động. Tất cả mọi người đều biết giao long vương đã sinh ra hận ý, khí tức giao long là linh khí bẩm sinh của rồng, đây không phải là chuyện đùa. Dương Bách Xuyên nheo mắt, nhìn giao long vương bay xuống như sao băng, nuốt chừng một luồng long tức đen kịt, hắn không hề tỏ ra sợ hãi. Hai tay nắm chặt thanh kiếm đổ long, cả thân kiếm bừng sáng, ngay sau đó bốn đóa hắc liên đột nhiên xuất hiện. Kiếm trận hắc liên, đi! Bốn đóa hắc liên nhận lệnh bay lên, Dương Bách Xuyên dậm chân phóng lên cao, theo sát hắc liên bay thẳng về phía giao long vương. Lúc này Dương Bách Xuyên tưởng tượng tới khí thế chi tâm, trong đầu hiện ra hình ảnh một kiếm đâm xuyên thủng bầu trời. Trên bầu trời, giao long vương phun ra một ngụm long tức, xông thẳng từ trên cao xuống. Hơi thở của rồng khiến cho linh khí dao động cả một vùng trời. Một kiếm của Dương Bách Xuyên mang theo khí thế chi tâm, bốn đóa hắc liên hợp thành kiếm trận tứ tượng, bay thẳng lên bầu trời, không thể xem thường. Một lên một xuống, mạnh mẽ giao thủ. Long Kiều Nam đứng cạnh Long Quy Vương lo lắng hỏi, phụ vương, người cảm thấy thế nào? Giao Long Vương có truyền thừa huyết mạch thần thông, long tức của lão ta không hề đơn giản. Nhìn kiếm khí của Dương Bách Xuyên thì có vẻ cường đại, nhưng không chắc có thể tiếp được kích này của Giao Long Vương. Lão ta được xưng là đệ nhất đại hải, đương nhiên sẽ không đơn giản như vẻ bề ngoài, hơn nữa. Yêu tộc Hầu Đậu Đậu hỏi Lão Hầu, trưởng lão, người nói xem, đại ca của ta và Giao Long Vương ai mạnh hơn? So sánh ra thì Giao Long Vương là tu sĩ thế hệ trước, như kiếm khí của đại ca ngươi vô cùng mạnh mẽ. Có điều suy cho cùng thì hai người bọn họ cũng chênh kém nhau một cảnh giới nhỏ, ai mạnh ai yếu cũng khó nói. Lão Hầu đáp. Tất cả các thế lực đều hướng về phía bầu trời, quan sát cuộc giao chiến của Dương Bách Xuyên và Giao Long Vương, không một ai biết giữa hai người bọn họ, ai mạnh hơn ai. Mặc dù Dương Bách Xuyên chỉ dùng một chiêu đã có thể chém đứt long chảo của Giao Long Vương, nhưng sau khi Giao Long Vương hóa thân thì chắc chắn sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Cũng không chắc được Dương Bách Xuyên có thể chống cự. Vừa rồi, quả thật Dương Bách Xuyên đã giết chết Quan Vân Phong, một kiếm chém nứt móng vuốt của Giao Long Vương, đúng là cường hãn, nhưng trong mắt rất nhiều lão quái có mặt ở đây vẫn luôn giữ quan niệm vào trước làm chủ, dù sao thì với họ mà nói, Giao Long Vương chính là bá chủ một phương. Thực lực của hai bên là 50/50. Chấm chấm chấm. Rất nhanh, công kích mang theo sức mạnh cường đại đã chạm nhau. Ầm ầm ầm. Toàn bộ bầu trời vang lên như sấm sét. Gào. Tiếng kêu gào của Giao Long Vương còn át cả tiếng sấm sét. Ở phía chân trời, nói đúng hơn là độ cao cách mặt đất 100 mét, sau khi hai công kích chạm nhau thì đột nhiên bùng phát ra một luồng dao động năng lượng cực lớn, mây đen cuồn cuộn nổ tung che phủ cả bầu trời. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn thấy cơ thể khổng lồ của Giao Long Vương đang kêu gào, lặn lộn giữa đám mây đen. Những lão giả phía dưới cũng cảm nhận được khí tức long uy cường đại, tất cả bọn họ đều kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ, mình vẫn đánh giá thấp Giao Long Vương. Nhưng sau một đòn, bóng dáng của Dương Bách Xuyên đột nhiên ra khỏi những đám mây đen cuồn cuộn rồi rơi xuống phía dưới. Đại ca, Hầu Đậu Đậu hô lên một tiếng, đang định bay tới thì bị lão Hầu tóm lại. Đừng nóng vội, quan sát tiếp rồi tính, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Đại ca của ngươi không yếu đuối như vậy, hơn nữa đây là trận chiến của cường giả, người đi lên cũng không giúp được gì, ngược lại còn thêm phiền phức. Lão Hầu nhìn lên bầu trời bằng ánh mắt sâu thẳm. Xin trưởng lão ra tay giúp đại ta ca, Hầu Đậu Đậu đỏ mắt nói. Đúng thế, trưởng lão, hiền đệ là người tốt, đệ ấy đã từng cứu ta và điện hạ, xin trưởng lão ra tay giúp đỡ. Bạch Khởi đứng cạnh cũng lên tiếng. Hai người không cần nóng vội, nếu như Dương Đạo Hữu đã có ơn với yêu tộc ta, xảy ra chuyện nguy hiểm tới tính mạng, đương nhiên ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà hiện tại vẫn chưa tới mức đó, nói thật, ta đi cũng chưa chắc đã giúp được, không chừng còn gây thêm phiền phức. Ý của Lão Viên Hầu là thực lực của Lão cũng không cùng cấp bậc với bọn họ, ra tay chưa chắc đã hiệu quả. Mặc dù, Bạch Khởi và Hầu Đậu Đậu nghe Lão Viên Hầu nói như vậy thì lo lắng, nhưng cũng không nhiều lời thêm. Thật ra bọn họ biết Lão Viên Hầu nói không sai, cuộc chiến này đúng là khó nói, một khi Lão Viên Hầu ra mặt sẽ có cớ cho Tam Đại Hải Yêu động thủ, nếu như vậy thì khó tránh khỏi đại chiến nhân yêu.
Diệp Vô Tâm đứng một bên nhìn thấy Dương Bách Xuyên rơi ra khỏi đám mây mù thì cũng lo lắng, nàng quay sang nói với lão giả, lão tổ tông, xin người hãy ra tay giúp đỡ bằng hữu của con. Nhà đầu, bây giờ không phải thời gian thích hợp để ta ra tay, cao thủ của nhân tộc và yêu tộc đều có mặt, nếu chỉ có chúng ta động thủ thì sẽ ảnh hưởng tới đại cục. Lão tổ của Thương hội Thiên Diệp nói. Diệp Vô Tâm trầm xuống, lúc này nàng cũng không để ý cái gì mà danh thiết hay không nữa, nàng biết lão tổ tông cưng chiều nàng, nhưng dưới tình huống như vậy bảo lão tổ tông ra tay là điều không thể, vậy nên nàng cắn răng nói, lão tổ tông, nếu người không ra tay cứu Dương Bách Xuyên thì con sẽ thủ tiết cả đời. Cái gì? Diệp Thiên Cửu nhất thời sững người. Con.con đã là người phụ nữ của Dương Bách Xuyên rồi. Diệp Vô Tâm đỏ mặt nói. Diệp Thiên Cửu không nói nên lời, sau đó thở dài, tạo nghiệp, tên tiểu tử kia tạm thời chưa chết được, đợi lát nữa lão phu sẽ đi liều mạng, chuyện này chưa xong đâu nha đầu. Diệp Thiên Cửu mang gương mặt đau khổ nói. Diệp Vô Tâm nghe vậy thì cũng yên tâm hơn, nàng biết chỉ cần lão tổ tông đồng ý ra tay giúp đỡ Dương Bách Xuyên, hai người họ liên thủ thì sẽ có hy vọng đánh thắng được Giao Long Vương. Chí ít nhất là bảo toàn được tính mạng. Lần này, Hạ Thiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên rơi xuống, nàng không định lặng im nữa, nàng không muốn bản thân hối hận, cho dù quan hệ giữa nàng và Dương Bách Xuyên biến thành thế nào, chỉ riêng chuyện Dương Bách Xuyên là người kế thừa của phụ thân Tư Không Nguyên, nàng cũng không hy vọng Dương Bách Xuyên xảy ra chuyện. Huống chi hiện tại Dương Bách Xuyên và nàng đã làm chuyện đạo lữ. Nàng xoay người xin sư phụ cứu giúp, sư phụ của nàng là cung chủ Băng Tuyết Thần Cung, một trong những thế lực siêu nhiên, cũng là một cường giả phân thần thế hệ trước, nếu sư phụ ra tay thì Dương Bách Xuyên sẽ không gặp chuyện. Mà cung chủ Băng Tuyết Thần Cung cũng đưa ra câu trả lời giống hệt Diệp Thiên Cửu, đợi quan sát thêm. Thật ra, trong mắt của bậc cường giả thế hệ trước, Dương Bách Xuyên thua một cấp cũng không thể hiện điều gì, mặc dù Dương Bách Xuyên rơi từ đám mây mù xuống. Còn Giao Long Vương thì khí thế ngút trời, nhưng vừa rồi bọn họ cũng nghe được tiếng giống dài của Giao Long Vương, đó là tiếng kêu vì đau đớn. Cũng có thể nói, hai công kích va chạm nhau, Giao Long Vương cũng không chiếm được ưu thế, nhìn bề ngoài thì có vẻ Dương Bách Xuyên thua một bậc nên mới rơi xuống. Nhưng trong mắt của bọn họ, cả hai đều tổn thất. Mỗi lão quái vật có một suy nghĩ khác nhau, nhưng vẫn không ra tay. Bọn họ chỉ đứng nhìn cuộc chiến của Dương Bách Xuyên và Giao Long Vương. Trong số tất cả mọi người, bình tĩnh hơn ai hết chính là vị tiểu trích tiên của Bổ Thiên Cung, không biết từ khi nào, trong tay nàng đã cầm một quả đào, tiếng gặm vang lên răng rắc, đôi mắt đen nhánh nhìn về hướng Dương Bách Xuyên đang rơi xuống từ trong đám mây, nàng lẩm bẩm, đả thương địch thủ 1000 thì chính mình cũng tổn hại 800, đại ca ca bị thương 1000 thì con rắn kia 800, xem ra bữa thịt nướng này không dễ ăn rồi. Không ai nghe được tiểu trích tiên đường đường lẩm bẩm, nếu không thì bọn họ sẽ trợn trắng mắt, thời điểm nào rồi nàng còn nghĩ tới ăn. Chấm chấm chấm. Ngay giờ phút này, Dương Bách Xuyên cũng bị dọa sợ. Hắn không ngờ long tức của Giao Long Cương lại có thể hóa giải được kiếm trận Hắc Liên của hắn, phải biết kiếm trận Hắc Liên hiện tại đã dung nhập vào khí thế chi tâm, mạnh hơn lúc trước ít nhất là 3 lần. Nhưng lần giao chiến này, hắn đã gặp bất lợi. Bị long tức của Giao Long Vương và linh khí dao động đánh trúng ngực, làm gãy mấy đoạn xương sườn khiến cho cơ thể mất thăng bằng rồi ngã xuống. Nhưng Giao Long Vương cũng bị kiếm khí của hắn làm cho bị thương rơi vài miếng lân giáp, đòn đối đầu này cả hai bên đều tổn hại, nhưng hắn lại ở thế bất lợi, có điều chút thương tích này cũng không là gì, chưa tới mức thua trận. Cuộc chiến liều mạng mới chỉ bắt đầu, sau khi dung nhập khí thế chi tâm, hắn có thể thi triển kiếm kỹ thần thông tới 10 lần. Dùng hết nhất định sẽ giết chết được Giao Long Vương, nhưng qua lần này hắn cũng biết được, long tức của Giao Long Vương chính là hơi thở bản mạng, phun một lần giống như hao tổn đi một mạng, hắn không tin lão ta có thể phun được 10 lần. Thế nên Dương Bách Xuyên không hề hoang mang. Sau khi rơi xuống mấy chục mét, hắn ổn định lại thân hình, sau đó lại bay lên trôi lơ lửng cùng Giao Long Vương, mắt đấu mắt, kiếm đồ long lần nữa nhấc lên, chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo. Nhưng lúc này, trong đầu hắn vang lên giọng của sư phụ Vân Thiên Tà, ngu xuẩn, sao lúc nào con cũng chỉ biết cậy mạnh, lần này mà giết được Giao Long thì tới khi đó bản thân con cũng phế, đợi con vô dụng rồi mấy người dưới kia sẽ ra tay với con, lúc đó con đối phó thế nào? Sao ta lại có một đồ đệ đần độn như con được nhỉ?
Ặc, lão già chết tiệt, người có phải là con đâu mà biết. Dương Bách Xuyên trợn mắt nói, người không ra tay thì con cũng chỉ có thể dựa vào bản thân, làm sao được bây giờ. Đã nói con ngu xuẩn còn không phục, đã từng nghe trên thế gian này có một chiêu gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhìn chưa, mặc dù giao long hung hãn nhưng cũng có khắc tinh, huyết mạch yêu tộc cũng có đẳng cấp tôn ti, con nói xem, con nuôi kim long trong bình càn khôn kia làm gì. Lúc này để kim long xuất hiện, chỉ cần đứng một bên thôi, uy áp của kim long cũng đủ gây khó khăn cho giao long rồi, đến khi đó giao long không khác gì thứ đồ chơi trong tay con cả, muốn đánh thế nào thì đánh, con nhất định phải hiểu. Giao long cũng là một loại rồng, tất cả yêu thú huyết mạch long tộc, chân long mới là chúa tể. Bất cứ yêu tu mang huyết mạch long tộc nhìn thấy chân long đều phải ngoan ngoãn thần phục, uy áp của trật tự huyết mạch không phải chỉ nói suông, đánh nhau phải để ý cách thức, phải động não con biết không? Con đừng thấy kim long trong không gian càn khôn không cường đại bằng giao long, nhưng nó mới là huyết mạch chân long thật sự, uy áp cấp bậc trong huyết mạch chính là khắc tinh của giao long, cứ vậy đi, tiểu tử ngu ngốc. Nghe sư phụ mắng mình nhưng lần này Dương Bách Xuyên lại không tức giận, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì hai mắt hắn sáng lên, hắn biết lão đầu nói không hề sai. Chân long áp chế giao long, cảnh tượng này chắc chắn là rất đẹp. Dương Bách Xuyên cười ha ha nói, Mai tỷ, cho tỷ ra sân đấy. Cơ thể dài 100 mét của giao long lượn vòng trên không trung, yêu khí gợn sóng khắp người, hội tụ thành năng lượng linh khí hỗn loạn. Lão chừng đôi mắt to như cái chuông nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Mặc dù, vừa rồi lão chiếm được một lần thượng phong nhưng lại không hề vui vẻ, bởi vì lão ta bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên đả thương tới lân giáp, tuy chẳng là gì. Nhưng điều này đủ để chứng minh, Dương Bách Xuyên có năng lực phá vỡ giao long chi thể mà lão ta vẫn luôn kiêu ngạo, lão ta phải sử dụng tới hơi thở bản mệnh mới chiếm được một chút thượng phong. Nếu cứ như vậy thì lão ta có thể phun ra bao nhiêu long tức. Đây là nỗi lo lớn nhất của Giao Long Vương. Hiện tại, lão ta mới chính thức lĩnh giáo được sự cường đại của Dương Bách Xuyên, kiếm kỹ thần hồn của hắn ta mạnh hơn gấp bội những cường giả nhân tộc khác, hơn nữa còn không tầm thường, Giao Long Vương cũng không rõ, rốt cuộc đó là loại kiếm kỹ gì mà lại có khí thế cường đại tới mức phá vỡ được Giao Long chi thể. Thêm vài kiếm nữa thì lão ta gặp họa rồi. Còn về thực lực một kiếm có thể giết chết được Quan Vân Phong của Dương Bách Xuyên, hiện tại Giao Long Vương không cho là hắn gặp may mắn nữa. Thật ra, khi nhìn Dương Bách Xuyên bình ổn lại cơ thể chỉ trong nháy mắt, sau đó lần nữa xuất hiện trước mặt lão ta mà không gặp trở ngại gì, trong lòng Giao Long Vương càng thêm lo lắng. Nhưng ngay sau đó, một màn diễn ra khiến cho lão ta khiếp sợ, trong đầu sinh ra một ý nghĩ muốn bỏ chạy. Chỉ thấy Dương Bách Xuyên đột nhiên cười lớn, sau đó gọi ra một câu gì mà Mai tỷ. Ngay lập tức, lão ta nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện ánh sáng vàng chói mắt. Gào. Tiếng giống cuồn cuộn chân khí khiến cho lão nhớ nhung vạn phần, nằm mơ cũng muốn tiếng thét này xuất hiện. Tiếng giống của rồng vang vọng khắp đất trời. Khi Giao Long Vương nghe thấy tiếng giống này, nguyên thần của lão ta không nhịn được mà run rẩy. Đây là... Đôi mắt to như chuông đồng của Giao Long Vương đột nhiên co rút lại. Giữa ánh sáng vàng trước mặt Dương Bách Xuyên xuất hiện tiếng rồng kêu, toàn thân kim long vàng rực hiện ra. Chân long. Thật sự là chân long. Một kim long có bốn móng vuốt, còn là kim long mang huyết mạch cao quý nhất của long tộc. Đối mặt với kim long kích thước chỉ dài 9 mét trước mặt Dương Bách Xuyên, mặc dù rất nhỏ so với thân hình 100 mét của Giao Long Vương, nhưng lão ta lại không kìm được, bắt đầu run sợ. Đây chính là uy áp cấp bậc huyết mạch trời sinh, khiến cho Giao Long Vương muốn cúi đầu hành lễ. Gào! Kim Long nhỏ bé giống lên về phía Giao Long Vương. Điều này khiến Giao Long Vương càng thêm bồn chồn bất an. Dương Bách Xuyên thấy dáng vẻ đó của Giao Long Vương thì thầm vui sướng, lão đầu anh minh. Quả nhiên là Giao Long Vương đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù Kim Long của Mai tỷ tạm thời vẫn chưa cường đại, nhưng đã tiến hóa từ long ngư thành chân long, đứng trước mặt Giao Long Vương thì Mai tỷ chính là một sự tồn tại vô cùng cao quý. Đây chính là uy áp huyết mạch, thể hiện cấp bậc huyết mạch trời sinh của long tộc. Cơ thể lóe lên, Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng đứng trên lưng hóa thân kim long của Mai tỷ, hắn chỉ mũi kiếm về phía Giao Long Vương, khóe miệng nở nụ cười, Mai tỷ, chúng ta sóng vai chiến đấu một trận. Gào!
Hóa thân kim long của Mai tỷ giống lên một tiếng, giống như đang trả lời lại Dương Bách Xuyên, sau đó đột nhiên xông về phía Giao Long Vương. Dương Bách Xuyên đứng trên lưng kim long, giơ kiếm hô to, toàn phong kiếm. Kiếm trận Hắc Liên. Chỉ trong nháy mắt, từ một khoảng cách rất xa, Dương Bách Xuyên thi triển hai chiêu kiếm kỹ tới Giao Long Vương. Mỗi một chiêu kiếm kỹ đều dung nhập vào khí thế chi tâm, trong đầu hắn nghĩ tới chiến thần không thể khuất phục, một kiếm giết rồng. Toàn phong kiếm chính là chiêu thứ ba trong kiếm kỹ toàn phong, cũng là chiêu mạnh nhất, một kiếm xuất phát từ tuyệt kỹ kiếm pháp, chín luồng kiếm khí tạo thành một cơn lốc xoáy, kiếm khí cường đại giống như một cỗ máy xay thịt. Có điều, Dương Bách Xuyên biết thân thể Giao Long cường đại, nếu chỉ có toàn phong kiếm cũng chưa chắc có thể đối phó, thế nên hắn mới thi thêm một kiếm trận Hắc Liên, lần này có thể khiến cho Giao Long Vương nếm đủ. Chấm chấm chấm. Mà những người đang quan sát trận chiến ở phía dưới, tất cả đều choáng váng sau khi thấy Kim Long xuất hiện giữa bầu trời, lúc này, trong suy nghĩ của bọn họ, không biết Dương Bách Xuyên đã dùng bí pháp gì lại có thể triệu hồi ra một chân long. Trong lịch sử cận đại của Sơn Hải giới đã không còn sự tồn tại của chân long nữa. Lẽ nào, Dương Bách Xuyên nắm được bí pháp gì, sau đó triệu hồi chân long từ một thế giới cao hơn tới đây? Mặc kệ là Dương Bách Xuyên dùng bí pháp nào, dù sao thì một chân long sống sờ sờ đang xuất hiện trước mặt của bọn họ. Lúc này, những người đang có ý nghĩ khác với Dương Bách Xuyên cũng hoàn toàn biết mất. Một người có thể triệu hồi ra chân long, ai đối phó được? Chẳng một ai biết trên người hắn ta có bao nhiêu bí mật. Kiếm kỹ lúc trước đã cường đại vô cùng, mạnh hơn rất nhiều những kiếm kỹ mà bọn họ từng thấy, hiện tại còn triệu hồi ra một chân long, đúng là nghịch thiên. Yêu tộc ở phía dưới, bất kể là hải tộc, yêu tộc ở đại hoang hay là phi cầm thì đều chấn động, rồng chính là yêu tộc, mặc dù bọn họ không chịu uy áp giống như giao long, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi. Nhất là đại bạch sa và bạch tuộc, vốn dĩ còn đang do dự có nên ra tay giúp đỡ Giao Long Vương hay không, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên triệu hồi ra chân long, hai bá chủ hoàn toàn chặt đứt luôn suy nghĩ này. Chân long đã xuất hiện, còn giúp cái quái gì, Dương Bách Xuyên này không tầm thường, bọn họ không muốn nhúng tay vào. Long Quy nhất tộc cực kỳ kinh sợ, mặc dù Long Quy Vương đã được Tiểu Ô Quy nói Dương Bách Xuyên có thể triệu hồi ra chân long, nhưng lão vẫn chưa được tận mắt chứng kiến, nên cũng không quá kích động. Nhưng sau khi nhìn thấy thì trong lòng lại chấn động hơn bất cứ ai. Long Quy cũng là huyết mạch chân long, đương nhiên sẽ cảm nhận được uy áp huyết mạch đến từ chân long, từng người đều đang phát run. May mà con trai và con gái Long Kiều Nam qua lại thân thiết với Dương Bách Xuyên, nếu là kẻ địch thì đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp. Long Quy Vương biết, lần này Giao Long Vương xong đời rồi, tinh thần lão phấn chấn hẳn lên, trong suy nghĩ đã bắt đầu dự tính. Sau khi Giao Long Vương chết thì sẽ thống nhất biển cả. Tiểu Trích Tiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên triệu hồi ra chân long thì hai mắt sáng lên, miệng lẩm bẩm nói, mặc dù không mạnh bằng Giao Long Vương, nhưng huyết mạch chân long trời sinh đã áp chế Giao Long, lần này lại ăn được thịt Giao Long rồi. Trên bầu trời, Dương Bách Xuyên uy phong lẫm liệt chém hai chiêu kiếm về phía Giao Long Vương, hóa thân chân long của Mai Tỷ cũng thét dài rồi phun long tức màu vàng kim thẳng tới lão ta. Dương Bách Xuyên cảm nhận được, long tức của Mai Tỷ đã mạnh hơn gấp mấy lần so với lần trước ở luyện thiên trận, luồng long tức này có uy lực còn mạnh hơn cả kiếm trận Hắc Liên của hắn. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên sững sờ, chỉ quay lại không gian càn khôn trong một thời gian ngắn, nhưng thực lực của Mai Tỷ lại tăng mạnh như vậy. Nghĩ lại, bình càn khôn cắn nuốt mảnh vỡ thiên trảm và lực lượng của tàn hồn thao thiết, lẽ nào sau khi cắn nuốt thì bình càn khôn lại thăng cấp, dẫn tới sức mạnh của Mai Tỷ tăng vọt. Đúng là có khả năng, bởi vì Mai Tỷ có thể giống được là bởi vì linh hồn được đưa vào trong cơ thể của cá rồng, sau đó mới hóa thân thành chân long, tất cả những chuyện này đều không thể tách rời với bình càn khôn. Mà lần này, sau khi bình càn khôn cắn nuốt mảnh vỡ thiên trảm và tàn hồn thao thiết, đương nhiên sẽ thăng cấp, Dương Bách Xuyên vẫn chưa vào xem bên trong tiến hóa thành như thế nào. Nhưng sư phụ thức tỉnh chính là minh chứng tốt nhất, mà Mai Tỷ cũng xem như là một tay bình càn khôn tạo ra. Bình càn khôn tiến hóa thăng cấp, Mai Tỷ được lợi là điều rất có khả năng. Nếu không thì hiện tại một ngụm long tức vàng kim của Mai Tỷ sao có thể mạnh hơn kiếm trận Hắc Liên của hắn. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên càng có lòng tin hơn. Mà lúc này, sau khi Giao Long Vương nhìn thấy kim long phun ra long tức,
cộng thêm hai kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra, lão ngày càng run rẩy, cảm nhận huyết mạch trời sinh đã ăn sâu vào máu khiến lão ta không thể ra tay với Kim Long, nhưng không ra tay phản kích thì lão ta sẽ chết. Thế nên, lão ta há miệng thét lên một tiếng, cưỡng chế thiêu đốt yêu đan trong cơ thể, chỉ có tăng cường sức mạnh thì mới có thể chống lại lại nỗi sợ hãi chân long từ trong máu, từ đó phản kích. Lão ta không thể ngồi chờ chết được. Đối mặt với công kích của chân long, Giao Long Vương hoàn toàn sợ hãi, căn bản lão cũng không dám tấn công chân long, nhưng sống chết ở trước mắt, lão ta lựa chọn thiêu đốt yêu đan để nâng cao thực lực, nhưng dù là như vậy thì nguyên thần của lão vẫn không ngừng run rẩy, thứ bậc huyết mạch trời sinh quá mạnh. Gào gào. Trong tiếng thét dài, Giao Long Vương phun ra một luồng long tức lạnh lẽo hướng thẳng tới phía Kim Long và Dương Bách Xuyên. Lão ta đang liều mạng. Ầm ầm ầm. Bầu trời rung chuyển, linh khí nổ tung kéo theo mây đen cuồn cuộn. Gào. Tiếng rồng kêu thảm thiết. Máu rơi xuống như mưa. Chiêu kiếm đầu tiên của Dương Bách Xuyên đã bị Giao Long Vương hóa giải, nhưng lão ta không thể tránh thoát được chiêu thứ hai kiếm trận Hắc Liên, công thêm hơi thở cường đại của Kim Long đã phá vỡ đi lớp hàn khí phòng ngự bên ngoài cơ thể, ngay lập tức khiến cho lão ta chu lên. Giao Long Vương bị thương chỉ với một kích, lão ta gắng sức quất cái đuôi về phía Dương Bách Xuyên. Có điều, Dương Bách Xuyên cũng đâu chịu đứng yên cho lão ta đánh, khi Giao Long Vương bị thương, hắn ta nhấc kiếm bay lên từ trên lưng Kim Long. Chém. Kiếm khí đổ long tung hoành, Dương Bách Xuyên biết lúc này Giao Long Vương như ngọn đèn đã cạn dầu, hắn không cần phải kiêng dè thêm nữa, phi thân lên chém ra một chiêu kiếm phong nhẫn. Gào. Giữa tiếng kêu gào, kiếm đổ long trong tay Dương Bách Xuyên có kiếm khí tới mấy chục trượng, chém ngay cổ Giao Long Vương. Một cái đầu rồng lớn bị hắn chém đứt. Thân xác to lớn và đầu của Giao Long Vương bị tách ra, rơi thẳng xuống dưới đất. Ầm. Sau một tiếng vang nặng nề, mặt đất rung chuyển, sau khi thân thể dài 100 mét của Giao Long Vương bị giết chết đã khôi phục lại hình thể bình thường, hóa thành chiều dài 9 mét, không khác là bao so với Mai Tỷ. Đến nước này, Giao Long Vương thật sự đã bị Dương Bách Xuyên giết chết. Sau khi rơi xuống, một viên yêu đan bốc cháy màu đỏ thẫm bay ra khỏi đầu rồng, muốn chạy trốn nhưng đã bị Tiểu Trích Tiên bắt lấy, nàng không chút khách khí, lật tay thu luôn cả thi thể Giao Long Vương. Dương Bách Xuyên đang ở giữa không trung, hắn vung tay về phía Mai Tỷ lập tức biến mất, trở về không gian bình càn khôn, dù sao thì để một con rồng như vậy ở đây sẽ rất chấn động và bắt mắt, thế nên hắn mới để Mai Tỷ trở về trong không gian bình càn khôn. Hắn lắc mình tiếp đất, đứng cạnh Tiểu Trích Tiên, Dương Bách Xuyên nhìn nàng cười khổ, khẩu vị của muội cũng lớn thật, cái gì cũng không để lại. Mặc dù là Giao Long nhưng toàn thân lão ta đều là bảo bối đó. Vậy mà Tiểu Trích Tiên đường đường lại cười hi hi nói, huynh nói mời muội ăn thịt Giao Long còn gì, vậy thì là của muội, đừng có nhỏ nhen như vậy chứ, đợi lúc nào huynh nướng thì muội lấy ra là được chứ gì. Dương Bách Xuyên nghẹn lời, hắn cũng không thể phản bác. Ban đầu hắn đã đồng ý sẽ nướng thịt Giao Long cho Tiểu Trích Tiên, bây giờ muội ấy nói như vậy cũng không hề sai. Nhìn ánh mắt buồn bực của Dương Bách Xuyên, Tiểu Trích Tiên nói, đại ca ca. Muội thu lại đương nhiên là vì tốt cho huynh, huynh mà lấy thì người khác sẽ ghen tị sau đó đến tranh cướp với huynh, ở Sơn Hải giới vẫn có rất nhiều thế lực cường đại, hi hi. Đôi mắt của Dương Bách Xuyên híp lại, không nói gì nữa, hắn hiểu được ý của Tiểu Trích Tên, cũng có nghĩa là Sơn Hải giới rất có khả năng vẫn còn những người giống như nàng. Nghĩ lại cũng đúng, có một Tiểu Trích Tiên, chẳng nhẽ lại không có người thứ hai. Có một số chuyện không nên nói nhiều. Dương Bách Xuyên mỉm cười, cũng không hỏi thêm nữa. Dù sao thì Giao Long Vương đã bị hắn giết chết, mục đích lập uy đã đạt được. Còn sau này ra sao, phải xem bản lĩnh của đệ tử Vân Môn rồi, hắn cũng không thể bảo vệ Vân Môn cả đời, như vậy chính là hại bọn họ. Lúc này, toàn trường vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người khi nhìn Dương Bách Xuyên đều mang đầy vẻ phức tạp, những lão già của các thế lực lớn đương nhiên là hiểu rõ. Dương Bách Xuyên có thể giết chết được Giao Long Vương và Quan Vân Phong thì đương nhiên sẽ cũng sẽ có năng lực giết bọn họ. Thế giới của tu sĩ vốn là như vậy, thực lực mạnh chính là cường giả. Không một ai dám trêu chọc. Dương Bách Xuyên nhìn về phía Tam Đại Hải Yêu, không ai nói câu nào. Lúc này, cho dù là nhân tộc hay yêu tộc thì đều rất thành thật,
trong lòng không ngừng cảm thán, quả nhiên tất cả đều dựa vào nắm đấm. Bầu không khí có chút yên tĩnh, nhưng Dương Bách Xuyên biết những lão già kia đồng thời xuất hiện, rõ ràng không phải là ăn no không có việc gì để làm. Kết quả là tìm tới hắn gây khó dễ, bày ra một vở kịch hay, bây giờ vở kịch đã kết thúc, hiện tại nên đi thẳng vào vấn đề chính rồi. Quả nhiên, Tiểu Trích Tiên lên tiếng, tân trưởng lão sẽ tạm thời phụ trách việc của Bổ Thiên Cung, các ngươi làm việc của các ngươi đi, không cần quan tâm tới ta. Một lão già bước ra từ Bổ Thiên Cung nói, tất cả nghe theo lời của sư tổ. Dương Bách Xuyên biết là đã có chuyện, nhưng hắn không biết vì sao lại có nhiều người họp lại một chỗ như vậy. Phải biết, cho dù là nhân tộc hay yêu tộc đang có mặt ở đây đều có thể xem là những nhân vật đứng đầu Sơn Hải giới, đương nhiên không tính trường hợp ngoại lệ là Tiểu Trích Tiên Đường Đường. Cũng không phải bí mật lớn gì mà lại xúm lại với nhau, hỏi thanh niên các tộc sau khi tiến vào bí cảnh thao thiết thì thu hoạch được gì. Chính xác mà nói thì tất cả đều tới vì mảnh vỡ thiên trảm. Mảnh vỡ thiên trảm chính là bằng chứng của mỗi thế lực khi thông qua thiên trảm. Không có mảnh vỡ thiên trảm thì sẽ không đi qua được thiên trảm, không qua được thiên trảm thì tu vi chỉ dừng lại ở cảnh giới phân thần. Ở Sơn Hải giới, không chỉ thiếu những bí điển công pháp đột phá mà điều kiện tài nguyên cũng không thể chèo chống được cấp bậc tu vi cảnh giới phân thần, nhân hay yêu thì đều có chung điểm này. Từ khi có thiên trảm đến nay cũng đã 10 vạn năm, Sơn Hải giới phần lớn là dựa vào hơi thở để tồn tại, nếu muốn đi tới một nơi gọi là tu chân giới trong truyền thuyết, thì nhất định phải có mảnh vỡ thiên trảm thì sứ giả biên giới mới cho qua. Nếu không có mảnh vỡ thiên trảm thì xin lỗi, ngoan ngoãn đợi ở Sơn Hải giới, hoặc là chờ chết, hoặc là xông vào thiên trảm, nhưng vào đó thập tử nhất sinh, 10 vạn năm nay, không biết đã có bao nhiêu bậc kỳ tài ngút trời đều chết ở thiên trảm, hoặc là sẽ bị sứ giả bày ra cửa ải khó khăn. Lâu ngày, các gia tộc ở Sơn Hải giới cũng đã quen, chỉ có thể tìm mảnh vỡ thiên trảm ở khắp các nơi. Nhưng mảnh vỡ thiên trảm ở chỗ nào của Sơn Hải giới, bao giờ mới xuất hiện, bọn họ không thể kiểm soát được những chuyện này. Lần này mặc dù bí cảnh thao thiết đã xuất hiện, nhưng tất cả mọi người đều không tìm thấy mảnh vỡ thiên trảm. Có một số bí cảnh đều hạn chế về thời gian, thậm chí là cấm chế tu vi, không phải ai cũng tiến vào được. Tóm gọn bằng một câu, tu sĩ ở Sơn Hải giới chính là người bị giam cầm ở một thế giới nhỏ. Đương nhiên, Dương Bách Xuyên sẽ không nói mảnh vỡ thiên trảm ở bí cảnh thao thiết đã bị bình càn khôn của mình cắn nuốt. Hắn chỉ đứng bên cạnh, nghe các đại lão thảo luận nên làm gì. Tính toán thời gian, sau khi các thế lực đi tìm mảnh vỡ thiên trảm vào 500 năm trước, tới tận bây giờ cũng chưa ai tìm được. Theo quy định của sứ giả biên giới, cứ 500 năm thì sẽ vào thiên trảm một lần, nếu tìm được mảnh vỡ thiên trảm thì sẽ thông qua, không tìm được chỉ có thể cưỡng ép xông vào. Lẽ nào tất cả mọi người đều xông vào thiên trảm sao? Vậy khác nào đi chịu chết? Cuộc thảo luận chìm trong tiếng than thở. Lúc này, bọn họ đưa ra quyết định là sẽ đi tới trung tâm của nhân tộc, bởi vì ở đó còn có một bí cảnh lớn. Lần này những lão già của các thế lực sẽ đích thân dẫn theo đệ tử đi tìm kiếm, mặc dù bí cảnh đó nguy hiểm, nhưng lại không có cấm chế. Ai cũng có thể tiến vào. Bởi vì nếu không tiếp tục tìm kiếm, bọn họ sẽ phải đợi 500 năm nữa, trong khoảng thời gian này, những người bị kẹt trong bình cảnh sẽ khó tránh khỏi tạo hóa, hơn nữa sự phát triển của tông môn cũng là vấn đề. Sau khi bàn bạc, quyết định đi về địa bàn Châu Trung ương, vài người đứng đầu chính thức mời Dương Bách Xuyên tham gia, hôm nay thực lực Dương Bách Xuyên thi triển ra đủ để ngang hàng với bọn họ. Nhưng Dương Bách Xuyên lại từ chối, hiện tại hắn không có hứng thú với cái gì mà mảnh vỡ thiên trảm. Nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn bây giờ là sự an nguy của Chồn Nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng, mặc kệ Hóa Thê Lương là địch hay là bạn thì hắn cũng phải tới chỗ lão ta để tìm Chồn Nhỏ và Tiểu Phượng Hoàng, có đúng hay không thì phải đi gặp Hóa Thê Lương mới biết được. Cho dù là địch thì hắn cũng không quan tâm, dù sao thì có sư phụ Vân Thiên Tà chống lưng, hắn đương nhiên dám đi tìm Hóa Thê Lương để liều mạng. Lúc sắp chia tay, Hạ Thiền đi tới đưa cho Dương Bách Xuyên một món đồ. Nàng nhìn Dương Bách Xuyên rồi lạnh lùng nói, châm cài tóc này là tín vật đính ước mà cha đưa cho mẹ ta, bây giờ người cũng không còn nữa, ta có giữ cũng thêm đau khổ, người cầm về đi. Sau khi đưa cho Dương Bách Xuyên, nàng liền theo sư phụ rời đi. Diệp Vô Tâm không muốn đi, nàng muốn theo Dương Bách Xuyên, nhưng bị lão tổ tông nhà nàng cưỡng ép đưa đi,
nói là đi rèn luyện, lần này có rất nhiều trưởng lão đích thân dẫn đoàn, tiểu bối đi theo nhất định sẽ có lợi cho tu vi, cơ hội hiếm có, nhưng Diệp Vô Tâm cũng đã nói, trở về sẽ tới Châu Tây Sơn để tìm hắn. Hầu Đậu Đậu thì ở lại, hắn tạm biệt Lão Viên Hầu và Bạch Khởi, có lẽ bị ảnh hưởng bởi Dương Bách Xuyên nên trong lòng Hầu Đậu Đậu, tình nghĩa quan trọng hơn bất cứ thứ gì, hắn muốn theo Dương Bách Xuyên đi tìm Chồn Nhỏ. Trước khi đi, Tiểu Ô Quy đã đưa cho Dương Bách Xuyên tín vật của tộc Long Quy, bảo hắn sau này tới Đại Hải làm khách, vừa đi vừa lưu luyến không rời. Sau khi tạm biệt từng người, Dương Bách Xuyên quay đầu lại, người của Bổ Thiên Cung vẫn còn ở đây, bởi vì Tiểu Trích Tiên Đường Đường đang ngồi vắt vẻo trên cành gây gặm linh quả, vị tiểu sư tôn của Bổ Thiên Cung còn chưa lên tiếng, người của Bổ Thiên Cung đương nhiên không dám đi. Tiểu Trích Tiên bực mình phất tay về đám người Bổ Thiên Cung nói, các người đi hết đi, trở về nói với Thái Thượng Trưởng Lão, bảo ta muốn đi làm một chuyện trọng đại cho Sơn Hải Giới, nếu như thành công thì ta sẽ rời khỏi Sơn Hải Giới, nếu thất bại thì tự ta sẽ trở về, bảo ông ấy đừng lo lắng cho ta. Nghe vậy, người của Bổ Thiên Cung mới rời đi, bọn họ cũng biết vị tiểu sư tôn này thường xuyên xuất quỷ nhập thần, dù sao thì cũng không quản được, mặc cho nàng đi, cũng không lo lắng có người làm gì được nàng. Đợi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu, còn thêm một Ngô Mặc Thu đang ẩn thân, Tiểu Trích Tiên nhảy từ trên cây xuống, nàng cười khách khách bước tới chỗ Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên biết Tiểu Trích Tiên chưa đi, còn đang chờ hắn nướng thịt cho nàng ăn, cũng không cần nàng lên tiếng nhắc nhở, nào ngờ, Tiểu Trích Tiên bước tới đây lại làm hắn ngạc nhiên, lời nàng nói ra khiến cho trái tim của Dương Bách Xuyên đập loạn. Đại ca, huynh có dám giết địa tiên không? Tiểu Trích Tiên cười hi hi, vừa nói vừa gặm linh quả, rất tùy ý. Giết địa tiên. Nghe Tiểu Trích Tiên nói, đầu óc của Dương Bách Xuyên nhất thời có chút mông lung. Sư phụ nói rằng địa tiên là một tên gọi khác của tán tiên trong tu chân giới. Mà bây giờ Tiểu Trích Tiên vừa mở miệng đã muốn giết địa tiên, nói một cách nói nhẹ nhàng, điều này thực sự khiến Dương Bách Xuyên ngây ngốc. Dễ giết như vậy. Dương Bách Xuyên không biết địa tiên mạnh đến mức nào, hắn chỉ biết rằng sư phụ nhà mình là vua của tán tiên, hơn nữa sư phụ trong ấn tượng của hắn tuy chỉ là một tàn hồn trong bình càn khôn vẫn có nhiều thủ đoạn. Nếu đó là một địa tiên hay nói cách khác là tán tiên thực sự, thì phải rất mạnh mẽ. Hắn nhớ lúc trước sư phụ có nói qua, nếu tu sĩ không vượt qua được đại thiên kiếp, thì sẽ chuyển sang tu tán tiên, là tán tiên tầng thấp nhất, nhưng mà, đại thiên kiếp là độ kiếp của cảnh giới gì thì ông chưa từng nói qua. Nhưng theo tình hình hiện giờ có thể đoán, cho dù là địa tiên cấp thấp nhất cũng là sự tồn tại cực kỳ vượt trội, hiện giờ hắn chỉ biết đến phân thần cảnh. Sư phụ nói sau phân thần cảnh là hợp thể cảnh lại không độ đại thiên kiếp. Điều này có nghĩa rằng ngay cả địa tiên cấp thấp nhất cũng là tu sĩ hợp thể cảnh mạnh mẽ, Tiểu Trích Tiên muốn giết là địa tiên hay tán tiên cấp bậc nào. Chỉ cần nghĩ đến Dương Bách Xuyên tóc đã tê liệt. Tiểu Trích Tiên ở lại không đi, vừa mở miệng là nói với hắn một câu như vậy, rõ ràng hôm nay hắn đã biểu hiện hơi quá bị Tiểu Trích Tiên để mắt đến, muốn kéo hắn xuống nước. Dương Bách Xuyên không biết Tiểu Trích Tiên Đường Đường mạnh mẽ như thế nào, nhưng nàng ấy chắc chắn không mạnh bằng địa tiên. Vì vậy sau khi khôi phục tinh thần lại, Dương Bách Xuyên nói, không dám giết. Hắn mới không thèm điên theo Tiểu Trích Tiên, điều quan trọng nhất bây giờ là đi tìm Hóa Thê Lương, hỏi về Chồn Nhỏ và Phượng Hoàng Nhỏ. Tiểu Trích Tiên mỉm cười, dường như đã đoán được lời này của Dương Bách Xuyên, gật đầu, coi như thành thật, được rồi, chuyện này không cần lo lắng. Bây giờ người đã đi rồi, chúng ta đi thôi, tìm một nơi yên tĩnh hơn đi nướng thịt rồng đi, lấy ra hết mấy thứ kỳ quái lần trước ta xuất khiếu thần du thấy nữa. Dương Bách Xuyên tỏ vẻ không thành vấn đề, hắn đã hứa với Tiểu Trích Tiên Đường Đường là sẽ nướng thịt, chỉ cần nàng ấy không làm ầm lên. Bây giờ hắn cũng không dám coi Tiểu Trích Tiên là trẻ con nữa, vị tiểu tổ tông này cho hắn cảm giác thần thông quảng đại, cũng là một cao thủ có thể gây chuyện. Điều này có thể nhìn ra từ sắc mặt của các trưởng lão ở Bổ Thiên Cung. Mặc dù nhỏ, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Dương Bách Xuyên biết kiếp trước của Tiểu Trích Tiên cũng là một tán tiên mạnh mẽ, theo lý mà nói tu vi không lớn sẽ không thể khôi phục được ký ức của kiếp trước, nhưng Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy rằng Tiểu Trích Tiên dường như để biết rất nhiều điều, như thể đã tìm lại được ký ức của kiếp trước. Mang trong lòng sự tò mò và nghi ngờ về Tiểu Trích Tiên Đường Đường, Dương Bách Xuyên hầu,
Đậu Đậu và Ngô Mặc Thu đang ẩn thân theo nàng ấy xuống núi, sau đó tìm thấy một nơi địa hình bằng phẳng có suối trên núi, Tiểu Trích Tiên vung tay lấy thi thể của Giao Long ra nói, giao cho huynh. Dương Bách Xuyên phái Hầu Đậu Đậu đến ao nước để làm sạch thịt Giao Long, dù sao thì Hầu Đậu Đậu theo hắn ăn thịt nướng rất nhiều lần rồi, biết phải làm sạch thế nào. Hắn còn phái Ngô Mặc Thu đi nhặt củi, đối với chuyện ăn uống, Dương Diệp Vân vẫn thích kiểu nguyên thủy, dùng củi lửa nướng, lửa dùng pháp lực biến ra đương nhiên không khác gì, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó. Ngô Mặc Thu hiện thân để đi tìm củi để đốt lửa, Tiểu Trích Tiên chỉ nhìn thoáng qua Ngô Mặc Thu một cái rồi không nói gì, Dương Bách Xuyên biết Tiểu Trích Tiên có tu vi cao thâm, có lẽ nàng ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của Ngô Mặc Thu từ lâu, vì vậy không cần thiết phải che giấu nó. Mà Tiểu Trích Tiên cứ luôn miệng gọi hắn là ca ca, điều này luôn khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn không quan tâm, để mặc nàng ấy gọi, hắn vẫn sẽ trả lời. Rất nhanh, Dương Bách Xuyên đã lấy lều quân dụng ra, bật nhạc trên máy tính, dọn ghế sofa, mọi thứ để cắm trại đều đã có đủ hết, Tiểu Trích Tiên thích vậy thì chiều nàng ấy. Vốn còn có bia, nhưng tiếc là nó đã hết hạn, dù sao hắn cũng đã đến Sơn Hải giới hơn trăm năm. Trước khi rời đi đã để rất nhiều bia vào không gian bình càn khôn, bây giờ đều không thể uống được nữa, nhưng mà vẫn còn một ít rượu trắng và rượu vang, Dương Bách Xuyên lấy ra cho Tiểu Trích Tiên. Hầu Đậu Đậu dọn dẹp xong, cắt thịt Giao Long thành 8 miếng, cho vào lửa nướng. Một bữa thịt Giao Long thịnh soạn đã hoàn tất sau 3 giờ, tất nhiên chỉ nướng một phần nhỏ, cả con quá nhiều rồi. Mọi người đều không nói chuyện, bưng bát lớn ăn thịt uống rượu. Sau khi ăn uống no nê, Tiểu Trích Tiên nhìn Hầu Đậu Đậu nói, Hầu ca, ca ca, vị tỷ tỷ này, mọi người đi bắt thêm hai con gà rừng thay đổi khẩu vị đi, ăn một loại thịt cũng ngán. Hầu Đậu Đậu và Ngô Mặc Thu nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng nói đã ăn no rồi còn đòi nữa. Dương Bách Xuyên cảm thấy rằng Tiểu Trích Tiên có điều gì đó muốn nói với hắn, nên mới cố ý để Hầu Đậu Đậu và Ngô Mặc Thu rời đi, liền gật đầu ra hiệu họ nghe theo lời nàng ấy. Quả nhiên, sau khi hai người rời đi, Tiểu Trích Tiên nói, ca ca, tiếp theo huynh muốn làm gì? Dương Bách Xuyên không giấu giếm, hắn nghĩ dù sao hắn cũng sẽ không đi theo Tiểu Trích Tiên ám sát địa tiên gì đó, nói thật ta muốn đến Thiên Trảm tìm Hóa Thê Lương, ta có hai người bạn bị Hóa Thê Lương dẫn đi rồi, muốn đi hỏi thăm tình hình. Tiểu Trích Tiên nghe vậy hai mắt sáng lên, sau đó cười nói, ha ha, ca ca, xem ra chúng ta có chung mục tiêu. Cái gì, Dương Bách Xuyên có chút bối rối, lẽ nào Tiểu Trích Tiên cũng muốn đi theo góp vui? Sứ giả biên giới của Sơn Hải giới chính là Hóa Thê Lương. Nếu ta nói với huynh Hóa Thê Lương là địa tiên thì sao? Hì hì, Tiểu Trích Tiên đường đường nở nụ cười như hầu tinh. Dương Bách Xuyên đầu óc choáng váng, hắn biết Hóa Thê Lương uy lực cường đại, nhưng không ngờ Hóa Thê Lương là địa tiên, nếu Tiểu Trích Tiên đã nói vậy thì sẽ không sai. Nàng ấy cũng không cần phải gạt hắn làm gì. Ngay sau đó, Tiểu Trích Tiên đường đường mỉm cười và tiếp tục, nói vậy đại ca ca cũng biết Sơn Hải giới bị sứ giả biên giới kiểm soát, sinh linh Sơn Hải giới muốn đến tu chân giới phải thông qua Thiên Trảm, nhưng sứ giả biên giới lại cần mảnh vỡ Thiên Trảm, cái gọi là mảnh vỡ Thiên Trảm, chính là thiên tỷ của Sơn Hải Vương ngày xưa. Tiểu Trích Tiên nói rất nhiều, cơ bản cũng giống như sự hiểu biết của Dương Bách Xuyên, nhưng theo lời của Tiểu Trích Tiên, quả thực Sơn Hải giới ban đầu có rào chắn, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới nguyên anh cảnh là có thể đến tu chân giới. Nhưng sau khi Vương Triều Sơn Hải đắc tội thế lực lớn của tu chân giới, thế lực lớn kia phái người đến Sơn Hải giới, bố trí sứ giả biên giới, bày ra đại trận, tổ chức cho sinh linh Sơn Hải giới đến tu chân giới tìm kiếm mảnh vỡ thiên tỷ cho bọn họ, khi nào thiên tỷ tập hợp đủ thì mới được thả. Nhưng vô số năm đã trôi qua cũng không gom được thiên tỷ, mà Sơn Hải giới cũng cần phát triển. Sinh linh Sơn Hải giới phải tu luyện, không thể cứ bị nhốt mãi được. Nhưng không có cách nào, sứ giả biên giới đóng quân ở Sơn Hải giới là một địa tiên, thử hỏi tu sĩ có tu vi cao nhất Sơn Hải giới chỉ mới là phân thần cảnh hậu kỳ sao có thể thắng được. Cứ tiếp tục như vậy, tu sĩ trong Sơn Hải giới càng ngày càng bại vong, vạn năm trước, tứ đại cường giả thoát khỏi Sơn Hải giới nghĩ cách thần hồn chuyển tu không tiếc công sức trùng tu tu luyện đến Sơn Hải giới chuẩn bị giết chết sứ giả biên giới. Hủy diệt đại trận kết giới, cho tu sĩ Sơn Hải giới một lối thoát. Nói đến đây, Tiểu Trích Tiên đường đường thở dài, thật ra bọn ta không phải nhóm đầu tiên chuyển tu tích tiên, trước đó đã có người thử qua,
nhưng đều thất bại. Phần lớn nguyên nhân thất bại hoặc là bị giao diện sứ giả phát hiện giết chết, hoặc là chuyển tu không thành công, không giữ lại ký ức hoặc truyền thừa, dù sao cũng đã thất bại 9 lần. Đây là lần thứ 10, cũng là lần cuối cùng, 4 người bọn ta đều chuyển tu thành công, đây là lần cuối cùng, cũng là lần có triển vọng nhất, ca ca thực lực của huynh đã vượt qua phân thần cảnh hậu kỳ, kỹ năng chiến đấu thần thông cũng không giống người thường, luyện thành khí thế chi tâm, đây là thứ mà tu sĩ Sơn Hải giới không biết cũng tu không thành, vậy mà huynh lại thành công rồi. Nếu huynh có thể giúp bọn ta một lần, huynh và bọn ta sẽ trở thành tu sĩ trợ giúp cả Sơn Hải giới, sau này sinh linh đều sẽ cảm tạ chúng ta, nếu huynh có tông môn, vậy cùng bọn ta tiêu diệt Hóa Thê Lương, hủy đại trận thiên trảm, cũng có thể cứu bạn của huynh trở về, ca ca, huynh có thể giúp bọn ta không? Tiểu Trích Tiên một hơi nói rất nhiều, nói xong nhìn Dương Bách Xuyên đầy mong đợi. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe một chàng này, trong lòng chấn động, nhưng cũng càng thêm nghi hoặc, hắn cần tiêu hóa. Một lúc lâu sau, Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Trích Tiên đường đường và nói, ta có một vài nghi hoặc, ngươi trả lời ta trước, sau đó ta sẽ cân nhắc có đồng ý hay không. Huynh hỏi, ta biết giết địa tiên Hóa Thê Lương rất nguy hiểm, thậm chí 4 người chúng ta cũng không nắm chắc, huynh có câu hỏi gì, ta nhất định sẽ trả lời, cũng không ép buộc huynh. Tiểu Trích Tiên đường đường nghiêm túc nói. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hỏi câu hỏi đầu tiên, Hóa Thê Lương là địa tiên cấp bậc gì? Đôi mắt của Tiểu Trích Tiên đường đường sáng lên, nàng ấy biết rằng nếu Dương Bách Xuyên hỏi vấn đề này, vậy có hy vọng rồi. Nàng ấy nhếch miệng cười nói, ca ca yên tâm đi, lão ta là địa tiên cấp thấp nhất, hoặc là nói cách khác, Hóa Thê Lương chính là tán tiên bậc một, thực lực cũng có hạn. Dương Bách Xuyên lại hỏi, vậy ngươi cùng bạn ngươi có tu vi gì? Ha ha, nói thế này đi, tán tiên bậc một của Hóa Thê Lương tương đương với cảnh giới độ kiếp của người tu chân, cảnh giới của người tu chân có luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, cao hơn nữa chính là độ kiếp cảnh. Độ kiếp chính là độ đại thiên kiếp, 10 người tu chân thì có 9 người không thể sống sót qua đại thiên kiếp, cho nên chuyển tu tán tiên cũng là địa tiên, đây là tán tiên bậc 1, tương đương với người tu chân kỳ độ kiếp. Mà thực lực của ta và bạn ta có thể xem như hợp thể cảnh, tất nhiên, đương nhiên, dù sao bọn ta cũng là chuyển tu mang theo truyền thừa, mạnh hơn hợp thể cảnh bình thường rất nhiều, cho nên với tán tiên bậc 1 như Hóa Thê Lương, vốn dĩ bọn ta có 4 người, chuẩn bị tốt có thể lấy 4 đối 1. Chiến thắng tán tiên bậc một Hóa Thê Lương. Tuy nhiên, hơn 100 năm trước, một vị yêu tộc chuyển tu xảy ra vấn đề, sau khi thức tỉnh đã bị Hóa Thê Lương bắt giữ, nghĩa là hiện tại ta chỉ có 3 người đồng hành, mà biểu hiện của huynh hiện tại có vẻ như là người có tu vi mạnh nhất mà ta thấy ở Sơn Hải giới, cho nên ta cần sự giúp đỡ của huynh, giết chết Hóa Thê Lương. Kỳ thật 3 người bọn ta đều nắm chắc, nhưng nếu có thêm huynh, sẽ càng toàn diện hơn, dù sao đối phương cũng là địa tiên. Nếu như xảy ra chuyện gì, sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Trích Tiên vừa nói vừa nhìn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nghe Tiểu Trích Tiên giải thích, hắn cảm thấy có chút chạnh lòng, nghe nàng ấy nói như thể dùng hắn để thay thế cho người bạn kia. Tuy nhiên, cảnh giới tu luyện mà Tiểu Trích Tiên nói tương tự như những gì hắn học được từ sư phụ, nhưng sư phụ không nói rằng sau hợp thể cảnh là độ kiếp. Điều đó có nghĩa là, Tiểu Trích Tiên đường đường và những người bạn đồng hành của nàng ấy có thể được coi là cao thủ của hợp thể cảnh và độ kiếp kỳ. Vốn dĩ có 4 người, nhưng một người bị Hóa Thê Lương bắt đi, hiện tại còn có 3 người, muốn bắt hắn vào để góp đủ nhân số. Nhưng nhìn từ khía cạnh khác mà nói, thực lực của Dương Bách Xuyên không tính là quá yếu, có thể cùng Tiểu Trích Tiên đi ám sát địa tiên. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy không đáng tin, mặc dù Hóa Thê Lương có vẻ là tán tiên cấp thấp nhất. Nhưng cũng là tán tiên. Tuy nhiên, đúng như lời Tiểu Trích Tiên đường đường đã nói, nếu hắn có thể giết chế sứ giả biên giới Hóa Thê Lương, thì xem như là tạo phúc lớn cho toàn bộ tu sĩ của Sơn Hải giới. Ban đầu, rào cản giữa Sơn Hải giới và tu chân giới chỉ cần đến nguyên anh cảnh là có thể thông qua, nhưng bị người ta cưỡng ép bố trí đại trận kết giới, trực tiếp chặt đứt con đường này, cần phải tìm mảnh vỡ thiên trảm mới có thể đến tu chân giới, không có mảnh vỡ thiên trảm thì không cho qua. Sinh linh không tìm được thiên trảm, tất cả đều bị nhốt ở phân thần cảnh không thể tiến thêm bước nào, bởi vì mọi mặt đều không thể chống đỡ nổi, kết quả cuối cùng chỉ có thể hóa thành đất vàng. Dù Dương Bách Xuyên không nghĩ cho mình, hắn vẫn phải nghĩ cho đệ tử Vân Môn.
Việc làm của Tiểu Trích Tiên chính là đại nghĩa, vì toàn bộ sinh linh Sơn Hải giới. Dương Bách Xuyên nên giúp đỡ mới đúng. Nhưng không nói đến việc hắn có thể giết Hóa Thê Lương hay không, cho dù hắn bị giết, nếu chọc giận thế lực phía sau Hóa Thê Lương thì toàn bộ sinh linh của Sơn Hải giới phải làm sao đây? Dương Bách Xuyên hỏi thẳng vấn đề này, chờ Tiểu Trích Tiên trả lời. Chuyện này huynh không cần lo, đằng sau Hóa Thê Lương quả thật là thế lực lớn của tu chân giới, nhưng theo ta được biết, thế lực sau lưng lão ta cũng đang bị phần lớn thế lực tu chân giới tấn công, không có thời gian để ý đến Sơn Hải giới. Nói thẳng ra, làm chỗ dựa Hóa Thê Lương, bố trí kết giới cho Sơn Hải giới, hoàn toàn là bởi vì một cường giả nào đó của thế lực kia với Vương Triều Sơn Hải trước đây, hiện giờ đã qua hơn 10 vạn năm, người đó còn sống hay không cũng không biết được, biên giới cũng đã thay đổi mấy lớ rồi. Hóa khí linh đã đi vào Sơn Hải giới gần ngàn năm, cũng không thấy thế lực đằng sau lão ta phái người tới Sơn Hải giới, điều này chứng tỏ tin tức của ta đúng, thế lực chống lưng lão ta gặp rắc rối. Đây đúng là cơ hội của Sơn Hải giới, vừa có thể giết chết lão già sứ giả biên giới đáng chết kia, hủy kết giới, còn có thể mở đường cho tu sĩ sinh linh của Sơn Hải giới. Chuyện này, chúng ta đã đợi hơn 10 vạn năm rồi. Đây là cơ hội cuối cùng, không thành công thì xả thân vì chính nghĩa, nhưng mà lần này bọn ta chuẩn bị rất kỹ càng, đến lúc đó cũng không cần huynh xung phong đi đầu, ở một bên trợ giúp bọn ta là được rồi, muốn nhờ huynh giúp đỡ cũng là vì cứu người. Cứu người bạn bị Hóa Thê Lương bắt hơn trăm năm trước của ta, chỉ cần có thể cứu nàng ấy ra, việc này coi như thành công. Tiểu Trích Tiên tự tin nói. Dương Bách Xuyên hỏi, bạn của ngươi là ai, sao lại bị Hóa Thê Lương bắt đi? Tiểu Trích Tiên mỉm cười và nói, bốn người bọn ta đại diện cho thế lực bốn phương, rất nhiều năm trước, bọn ta đều là tu sĩ bên ngoài của Sơn Hải giới, ta đại diện cho nhân tộc, còn có một con hồ ly đại diện cho yêu tộc. Biển lớn có một con rùa đại diện cho hải tộc. Người còn lại chính là Hóa Khí Linh bị bắt đi, đại diện cho phi cầm tộc. Thật ra người bị Hóa Thê Lương bắt đi còn có một mối nhân duyên sâu xa với huynh. Có nhân duyên sâu xa với ta. Dương Bách Xuyên khó hiểu, đồng cấp với Tiểu Trích Tiên đều là cao thủ kỳ tài, có thể có nhân duyên sâu xa gì với hắn chứ? Giờ phút này, Tiểu Trích Tiên nhìn Dương Bách Xuyên giống như một con cáo nhỏ gian xảo. Cười nói, hơn 100 năm trước, ở thành Yêu Quang, huynh có nhớ mình đã ấp một con phượng hoàng nhỏ không? Dương Bách Xuyên nghe Tiểu Trích Tiên nói vậy, lập tức hỏi lại, ý ngươi là Tiểu Phượng Hoàng. Nàng là bạn đồng hành của ngươi. Không thì sao, bốn người bọn ta lần lượt chuyển sinh thần hồn tại Sơn Hải giới, nhưng mỗi người có một số mệnh riêng, có người đi trước một bước, lấy lại ký ức, bắt đầu tu luyện, có người chậm một bước, dù sao chuyển tu cũng có rủi ro rất lớn. Khó tránh khỏi không thể tỉnh lại. Năm đó ta xuất khiếu thần du chính là đi tìm Tiểu Phượng Hoàng, sau này mới tra ra được nàng ấy ở thành Yêu Quanh, nhưng lúc ta đến nàng ấy đã bị Hóa Thê Lương bắt đi, cũng biết Tiểu Phượng Hoàng là do huynh ấp ra, cho nên không phải là có nhân duyên sâu xa với huynh sao? Tiểu Trích Tiên đường đường cười hỏi. Thì ra là như vậy, khó trách một con chim thần lại có thể từ Sơn Hải giới ra, hóa ra là chuyển tu sao? Dương Bách Xuyên thở dài. Sau đó hắn vội vàng hỏi, người còn phát hiện được gì nữa, Hóa Thê Lương bắt Tiểu Phượng Hoàng để làm gì, chồn nhỏ nhà ta cũng bị lão ta bắt đi. Những thứ này trước đó huynh đã nói rồi, tuy ta không biết tình huống của Tiểu Phượng Hoàng, nhưng ta có thể đoán được, Hóa Thê Lương bắt Tiểu Phượng Hoàng, dùng Tiểu Phượng Hoàng làm lô đỉnh để vượt qua tán tiên kiếp lần thứ hai. Tán tiên ngàn năm mới trải qua tán tiên thiên kiếp một lần, Hóa Thê Lương đến Sơn Hải giới đã gần ngàn năm. Mấy ngày sau hẳn chính là tán tiên kiếp ngàn năm có một lần thứ hai của lão ta, rất có thể Hóa Thê Lương muốn luyện hóa sức mạnh của Tiểu Phượng Hoàng dùng làm khiên để độ qua thiên kiếp lần hai, vậy nên bây giờ Tiểu Phượng Hoàng rất nguy hiểm. Bọn ta cũng chuẩn bị động thủ vào mấy ngày này, bây giờ huynh có thể giúp được chưa? Tiểu Trích Tiên đường đường hỏi. Dương Bách Xuyên cười khổ nói đến mức này rồi, ta có thể không giúp sao? Nói thế nào ta và Tiểu Phượng Hoàng quả thật có quan hệ sâu xa, hơn nữa ta còn muốn đến chỗ Hóa Thê Lương tìm chồn nhỏ của ta, xem ra Hóa Thê Lương chỉ có địch chứ không có bạn. Ta đã biết một chút chuyện tích đại náo thành Yêu Quanh của huynh năm đó Hóa Thê Lương đưa huynh rời khỏi Sơn Hải giới, nhất định là có mục đích khác, hắn sẽ không có lòng tốt giúp một nguyên anh nho nhỏ như huynh, năm đó ở thành Yêu Quanh huynh cũng chỉ mới ở nguyên anh cảnh, cũng không biết vì sao Hóa Thê Lương lại giúp huynh. Có lẽ đến khi huynh gặp hắn mới biết được.
Tiểu Trích Tiên đường đường nói. Nhưng dù nói thế nào, ta cũng phải tìm được chồn nhỏ của ta về, năm đó Tiểu Phượng Hoàng gọi ta đại ca, ta coi nàng như muội muội, đặt tên nàng là Dương San Hồng, đúng là có nhân duyên sâu xa, ta sẽ không để hóa thê lương làm hại Tiểu Phượng Hoàng. Dương Bách Xuyên ngoài miệng bình tĩnh nói vậy, kỳ thật trong lòng đang rất loạn, hắn rất lo lắng cho Tiểu Phượng Hoàng và chồn nhỏ trong tay hóa thê lương. Có lẽ nhìn ra sự lo lắng của Dương Bách Xuyên, Tiểu Trích Tiên đường đường an ủi hắn, đừng lo lắng, chồn nhỏ của huynh là chồn tầm bảo, hóa thê lương sẽ không giết chồn nhỏ, nhưng sẽ giữ lại để lợi dụng, còn Tiểu Phượng Hoàng chưa đến lúc độ kiếp lão ta sẽ không giết nàng đâu, chúng ta phải cố gắng giết chết hóa thê lương trước khi lão ta độ kiếp. Hồ Yêu và rùa biển ngươi nói đâu? Nếu đã quyết định rồi, Dương Bách Xuyên sẽ lo lắng hết mọi mặt, dù sao Tiểu Trích Tiên đường đường nói trắng ra là lão quái vật chuyển tu, hắn đi theo quá nguy hiểm. Đi thiên trảm gặp nhau, lúc này bọn họ chắc cũng sắp tới rồi, được rồi, trời sáng chúng ta sẽ xuất phát. Tiểu Trích Tiên nói. Sáng hôm sau sáng, Tiểu Trích Tiên dẫn đường cho Dương Bách Xuyên với Hầu Đậu Đậu và Ngô Mặc Thu đi đến thiên trảm. Thiên trảm này nằm ở cuối các đại địa hạt sơn hải giới, bốn người phi hành đi đến đó, xuất phát từ đại hoang, ba ngày sau sẽ đến nơi. Cung thiên trảm được gọi là phần cuối của trời, trên thực tế chính là một dãy núi. Một dãy núi cao đâm thủng mây, gọi là thiên trảm. Mắt thường hoàn toàn không thể nhìn thấy phần cuối cùng của dãy núi, tung hoành kéo dài, nghe đồn dãy núi này vây quanh toàn bộ sơn hải giới. Ai nói nó không có độ cao? Cũng có đấy, Tiểu Trích Tiên đường đường đã từng nói, dãy núi thiên trảm này có độ cao thật sự khoảng 10 vạn trượng, hơn 10 vạn năm trước đã từng có người có thể bay vượt qua độ cao này. Nhưng sau này, thế lực đằng sau Hóa Thê Lương và Vương Triều Sơn Hải đại chiến, đã dựng nên đại trận kết giới vô thượng ở dãy núi này, bất kể bay đến độ cao bao nhiêu của dãy núi đều không thấy điểm cuối, hơn nữa còn có thiên lôi có uy lực cực lớn, người đi lên tất nhiên sẽ bị thiên lôi đánh chết. Trừ phi sứ giả biên giới mở trận pháp cho qua, nếu không một con chim sẻ cũng đừng hòng lọt qua. Đại trận kết giới được dựng lên nhờ vào cả dãy núi, lấy thế của dãy núi, nếu tu sĩ phân thần cảnh bay lên sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Sứ giả biên giới tọa lạc ở thiên trầm có tu vi mạnh bao nhiêu thì uy lực của kết giới cũng mạnh bấy nhiêu, người nói xem, đây có phải là muốn đuổi cùng giết tận sinh linh của Sơn Hải giới không? Có lẽ trong vài nghìn năm nữa, giới tu chân hiện đại của Sơn Hải giới sẽ thật sự bị diệt vong. Tiểu Trích Tiên lo lắng nói. Dương Bách Xuyên không hiểu Tiểu Trích Tiên đường đường lo lắng vì cái gì. Vì đại nghĩa sao? Chẳng lẽ trên đời này thật sự có người vị tha như vậy sao? Chỉ vì là người đến từ Sơn Hải giới mà nàng ấy sẵn sàng hy sinh đến nỗi hồn phi phách tán để làm việc tốt cho quê hương sao? Nếu thật sự như vậy, Dương Bách Xuyên thực lòng khâm phục tinh thần xả thân vì người này, ở cuộc cách mạng danh tộc Trung Quốc cũng có tinh thần chính nghĩa như thế, hắn cũng tin trên đời vẫn còn tồn tại loại người như thế. Tiểu Trích Tiên đường đường chính là một trong số đó. Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ gì, dường như Tiểu Trích Tiên biết thuật đọc tâm, cười hỏi có phải ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại làm vậy đúng không? Là vì đại nghĩa, hay là có ý đồ riêng? Ách, Dương Bách Xuyên sửng sốt, ngươi biết thuật đọc tâm sao? Ta không biết, nhưng ta có thể nhìn sắc mặt và ánh mắt của ngươi, ánh mắt thể hiện rõ tấm lòng mà. Tiểu Trích Tiên đường đường cười hì hì rồi tiếp tục nói, thật ra ta cũng không vĩ đại như vậy, cũng giống như ba người Tiểu Phượng Hoàng, bọn ta đều có thời huy hoàng ở giới tu chân. Để tấn công chuyển thế cần dũng khí rất lớn, nhưng bọn ta vẫn làm. Vì bản thân, vì quê hương Sơn Hải giới, giới tu chân bao la rộng lớn. Tất cả sinh linh giới tu chân ở Sơn Hải giới cũng chỉ như một gáo nước giữa đại dương mà thôi. Bất kể bốn người bọn ta là nhân tộc hay là yêu tộc, thứ nhất đều là sinh linh của Sơn Hải giới, thứ hai đều là tán tiên cứ 1000 năm lại trải qua thiên kiếp một lần, mỗi lần càng thêm mạnh hơn, nhưng không vượt qua được thiên kiếp sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy, bọn ta phải cho bản thân một sự lựa chọn, cũng phải làm chút gì đó cho Sơn Hải giới. Vì vậy bọn ta lựa chọn chuyển kiếp tu luyện, chỉ có chuyển kiếp tu luyện mới có thể cho Sơn Hải giới một tia hy vọng. Đây cũng là nỗ lực của các thế lực trong giới tu chân ở Sơn Hải giới. Trong giới tu chân ở Sơn Hải giới đương nhiên cũng có thế lực truyền thừa, ví dụ như sau lưng bốn người bọn ta đều có thế lực tông môn tại giới tu chân. Nếu tông môn không ủng hộ, bọn ta cũng không thể thuận lợi chuyển tu.
Bình thường, chuyển thế mà muốn mang theo ký ức kiếp trước là không thể nào, nhưng bọn ta có tông môn ủng hộ cho nên mới dám mạo hiểm. Ngoại trừ Tiểu Phượng Hoàng có chút xui xẻo bị Hóa Thê Lương phát hiện bắt đi, ba người bọn ta đều tu luyện như ý nguyện và cũng đều đạt được ký ức như mong muốn. Lần này cũng được coi là một cơ hội, nhân lúc Hóa Thê Lương bị những người đứng đầu của các tông môn khác quấn lấy, chỉ cần lần này giết chết Hóa Thê Lương, hủy diệt đại trận thiên trảm là toàn bộ Sơn Hải giới sẽ được giải phóng. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Trích Tiên đường đường bay xuống, đáp xuống chân dãy núi thiên trảm. Dương Bách Xuyên cùng Hầu Đậu Đậu, Ngô Mặc Thu bay xuống theo, ngẩng đầu nhìn núi thiên trảm quả thật là nhìn không thấy điểm cuối, cả dãy núi từ đỉnh đến chân đều bao phủ trong mây mù, hơn nữa có lực lượng vô hình bao phủ, trên chân trời còn có âm thanh sấm sét mơ hồ rung động. Mới cách mấy ngàn thước đã có thể cảm nhận được ngọn núi này tỏa ra khí thế bức bách khiến người ta lạnh gáy. Dương Bách Xuyên nhìn dãy núi dài vô tận bao phủ trong mây mù trắng xóa, nhìn không ra có điểm gì đặc biệt, càng không biết Hóa Thê Lương ở chỗ nào. Hắn lập tức lên tiếng hỏi, cả dãy núi đều là y hệt nhau thế này, chúng ta phải đi đâu tìm Hóa Thê Lương? Nơi này chính là trung tâm dãy núi Thiên Trảm, chúng ta sẽ đi thẳng lên núi từ chỗ này. Ở đỉnh núi Vạn Trượng có một tòa gọi là Cung Thiên Trảm, cũng là chỗ của đại trận Thiên Trảm, Hóa Thê Lương cũng ở nơi đó. Đây cũng là con đường duy nhất có thể thông qua dãy núi Thiên Trảm đi tới tu chân giới, chờ sau khi hội tụ với Thiên Hồ và Ô Quy, chúng ta sẽ leo núi. Tiểu Tích Tiên đường đường nói. Dương Bách Xuyên hỏi, khi nào hai người bạn đồng hành của ngươi sẽ đến? Tới rồi đây vừa mới nói đến, Tiểu Trích Tiên đường đường nhìn về phía chân trời. Dương Bách Xuyên thuận thế nhìn lại chỉ thấy từng ngọn núi nhỏ từ xa xa bay tới, đợi đến gần mới phát hiện không phải là một ngọn núi. Mà là một con quái vật lớn như một ngọn đồi. Nói chính xác thì đó là Huyền Vũ, chuyện về Huyền Vũ, Dương Bách Xuyên đương nhiên biết. Trong thần thoại Trung Quốc, nó và Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng trở thành tứ đại thần thú nổi danh tứ phương. Dị văn lục của giới tu chân mà sư phụ đưa ra cũng ghi lại Huyền Vũ là thần thú, là quy xà hợp thể, đầu rùa đuôi rắn. Vào lúc này, nhìn thẳng vào Huyền Vũ đang bay tới từ phía chân trời. Hắn che khuất bầu trời, từ xa nhìn lại chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, thân hình ít nhất cũng phải dài đến trăm thước. Toàn thân toát lên vầng sáng màu lam nhạt, quanh thân có mây mù lượn lờ, giống như rẽ mây mà đến. Nhưng khi nó đến gần hơn thân thể ngày càng hóa nhỏ. Khi đáp xuống trước Tiểu Trích Tiên đường đường và Dương Bách Xuyên, lam quang chợt lóe lên, biến thành một thiếu niên 11, 12 tuổi, ôm cây gậy trước ngực, sau lưng là mai rùa, đi đứng gù lưng. Nếu có thêm dâu thì đúng là quy tiên nhân. Đại Ô Quy, sao ngươi không tìm người giúp đỡ? Tiểu Trích Tiên đường đường vừa mở miệng đã gọi thẳng Huyền Vũ là hắn là Đại Ô Quy. Dương Bách Xuyên nghe cũng có chút xấu hổ. Ta là Bắc Minh, không phải Ô Quy, sao ngươi không nhớ gì vậy? Đường đường là Trích Tiên nhân mà không thể tôn trọng ta một chút sao? Đại Ô Quy, à không, hẳn là Huyền Vũ hoặc là hắn ta tự xưng là Bắc Minh. Dù sao cũng có phản đối với Tiểu Trích Tiên đường đường. Không sao cả, chỉ là một kiểu xưng hô mà thôi, không phải đã bảo ngươi tìm một trợ thủ sao, sao lại tới đây một mình. Đúng rồi, sao Tiểu Hồ Ly sao chưa tới? Tiểu Trích Tiên đường đường nói đầy oán giận. Khụ khụ, khỏi phải nói, cả biển rộng như thế cũng không có lấy một sinh linh có tu vi có thể đạt tới phân thần cảnh đại viên mãn, những thứ khác đi theo chẳng khác nào chịu chết. Chỉ bằng không tìm Tiểu Hồ Ly thì theo lý là chắc sắp đến. Chà, ba tiểu tử này là trợ thủ của ngươi à? Nói đến cuối Huyền Vũ Bắc Minh nhìn về phía ba người Dương Bách Xuyên. Huynh ấy tên là Dương Bách Xuyên, là trợ thủ ta tìm được, hầu tử và quỷ tu tỷ tỷ là theo huynh ấy tới, đến lúc đó để cho đại ca ca ta đi cứu Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Trích Tiên đường đường giới thiệu. Đại ca ca, Huyền Vũ nghe thấy Tiểu Trích Tiên xưng Dương Bách Xuyên là đại ca ca thì trợn mắt há hốc mồm. Lập tức ha ha cười to nói, ta nói này, ngươi cũng là người mấy ngàn tuổi rồi, có thể đừng dè dặt như thế được không, xưng một câu ca ca một câu tỉ tỉ với đám tiểu bối đúng là cười chết người, ha ha ha. Huyền Vũ Bắc Minh cười to. Mẹ nó, bây giờ ta đã trùng tu, là một đời mới, một thân thế mới, nhớ kỹ cho ta. Ngươi cũng là trùng tu, nhìn xem thân thể bọn ta bây giờ mới 8-9 tuổi, còn ngươi cùng lắm cũng chỉ là tên giám thối 11-12 tuổi mà thôi. Giả bộ lão yêu quái cái gì, ta không thể thích trẻ trung được sao? Tiểu Trích Tiên đắc ý phản bác.
Cũng có chút hợp lý, lúc chúng ta trùng tu tính toán kỹ cũng đã đầu 3000, đúng là chúng ta trùng tu lại một đời, sống đời mới. Chẳng qua ta đã quen, nào có thể giả làm người trẻ tuổi được, ngươi và hồ ly tinh kia hẳn là cùng một ruột. Huyền Vũ Bắc Minh nói. Lúc này bốn phương tám hướng bất thình lình vang lên một tiếng hàn ý thanh thúy, tưởng như rất gần nhưng lại ở cách đó trăm thước nói, lão rùa kia, người nói ai là hồ ly tinh. Nói xong tiếng nói vang lên, nhiệt độ trầm trọng trong nháy mắt đều lạnh đi rất nhiều, như rơi xuống hầm băng. Ách, khụ khụ, thiên hồ nương nương đừng tức giận, ta chỉ thuận miệng nói thôi, khụ khụ. Huyền Vũ Bắc Minh mới nghe được giọng nói cũng chưa nhìn thấy bóng dáng đã rụt cổ lại, vội vàng cười giải thích, hiển nhiên là sợ chủ nhân của giọng nói này, hay chính là thiên hồ nương nương trong miệng hắn ta. Dương Bách Xuyên nhìn quanh bốn phía cũng không thấy người đâu, nhưng hiểu được hẳn là tiểu hồ ly mà Huyền Vũ và tiểu Trích Tiên nói đã đến. Quả nhiên lúc này tiểu Trích Tiên nói với Dương Bách Xuyên, đại ca ca, huynh phải cẩn thận một chút nha, tiểu hồ ly là cửu vĩ hồ tộc. Chân thân trước kia là thiên hồ nương nương của Vương Triều Sơn Hải chuyển tu, nàng giỏi yêu mị nhất, đừng để nàng mê hoặc. Tiểu Trích Tiên vừa dứt lời, hừ lạnh rồi nói, ăn nói bậy bạ cái gì vậy? Lúc này Dương Bách Xuyên nghe được giọng nói rõ ràng xuất hiện cách đó không xa, quả nhiên, cách bên trái mấy thước xuất hiện hai nữ tử, trong đó một người vậy mà lại là người quen cũ. Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên. Sao ngươi lại ở đây? Đây là thắc mắc của cả hai. Dương Bách Xuyên có thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Trịnh Bân Bân. Lúc này nhìn thấy bên cạnh Trịnh Bân Bân là một thiếu nữ thoạt nhìn khoảng 17-18 tuổi, Dương Bách Xuyên như có điều suy tư, nhưng hơn hết vẫn cảm thấy kỳ lạ vì sao Trịnh Bân Bân lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng có vẻ nàng và thiếu nữ bên cạnh đi cùng nhau. Còn thiếu nữ bên cạnh Trịnh Bân Bân thì sao? Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua. Sau đó trái tim không tự chủ được mà nhảy dựng điên cuồng, nguyên thần cũng vì thế mà rung động. Bởi vì hắn không cách nào hình dung được vẻ đẹp của thiếu nữ này, vẻ ngoài của nữ nhân hoàn hảo đến tận cốt tủy, một vẻ đẹp thanh tao đến mê người. Dương Bách Xuyên nghĩ đến nếu như sự xinh đẹp trên thế gian có phân loại cảnh giới hay đẳng cấp, vậy chắc là sự xinh đẹp của thiếu nữ này đã tu luyện tới cảnh giới cao nhất, đỉnh phong mỹ lệ. Trước kia hình dung vẻ đẹp của nữ nhân. Có vô số từ ngữ, nào là mà đẹp tựa thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân. Nhưng lại nhìn thiếu nữ đi cùng Trịnh Bân Bân, Dương Bách Xuyên lục lọi trong đầu một lượt cũng không tìm được từ ngữ nào để hình dung về vẻ đẹp của nàng. Dù sao nữ nhân này cho Dương Bách Xuyên cảm giác chính là hai chữ yêu nghiệt. Đó là đẹp đến yêu nghiệt. Liếc mắt một cái có thể làm cho thần tiên hạ phàm, phá đi đạo tâm. Thật yêu nghiệt. Nhìn qua thì ăn mặc không chút hở hang, nhưng chỉ liếc mắt một cái đã làm cho Dương Bách Xuyên miệng lưỡi khô ran, toàn thân nóng lên, tất cả các loại phản ứng nên có đều xuất hiện. Sau khi nén đau đớn vì cắn nát đầu lưỡi, lúc này Dương Bách Xuyên mới gian nan cúi đầu, nhìn xuống, nếu nhìn nữa Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ hủy đi một thân tu vi mất. Người phụ nữ này thật khủng khiếp. Dương Mỗ tự hỏi. Hắn đã từng gặp qua không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp nhưng chưa từng thấy qua nữ nhân có thể làm cho thiên hạ đại loạn như vậy. Trong lòng hắn tìm không được từ ngữ nào để hình dung vẻ đẹp của nữ nhân này, cuối cùng Dương Bách Xuyên đưa ra một cái so sánh như thiên hạ đại loạn để hình dung, thậm chí Dương Bách Xuyên cảm giác đặt nữ nhân này ở thế giới nào cũng có thể gây họa loạn thế giới đó. Chưa từng nghĩ tới sự xinh đẹp của một người có thể đến mức trở thành yêu họa thế gian. Mà giờ lại tận mắt nhìn thấy người đó. Lúc này tiểu Trích Tiên cười khanh khách rồi nói, ngươi xem ta nói không sai chứ. Hồ ly mê hoặc nhân tâm ngươi không được nhìn, liếc mắt một cái sẽ sống ít đi một năm, đạo tâm đều loạn lên, không chừng còn rơi vào ma đạo. Ngươi vẫn nên nhắm mắt lại đi, ngươi nhìn đại ô quy là biết ngay. Trái tim Dương Bách Xuyên đập rộn lên, mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám liếc mắt nhìn thiếu nữ đi cùng Trịnh Bân Bân. Lúc này hắn biết thiếu nữ kia chính là hồ ly mê người mà tiểu Trích Tiên đã nhắc tới, hoặc có thể gọi là cửu vĩ thiên hồ. Nghe được tiểu Trích Tiên đường đường nói với Huyền Vũ Bắc Minh, Dương Bách Xuyên không tự chủ được nhìn lại, đã thấy Huyền Vũ giờ phút này, sắc mặt đỏ lên phát sáng, nhìn cửu vĩ thiên hồ, nước miếng trong miệng cũng chảy xuống, một bộ dáng si mê ngu ngốc, không kìm lòng được đi về phía cửu vĩ thiên hồ, miệng ân cần nói, nương nương, gần đây ta rất tốt, chỉ khác lần trước là nhớ nhung.
Lão Ô Quy, dừng lại, bổn cung cũng không thích bị người ta nhớ nhung, cách xa một chút. Hơn nữa, sau khi bổn cung trùng tu không còn là thiên hồ nữa, sau này gọi là cửu cơ, kiếp này cũng không phải là thiên hồ nương nương nữa, mà là cửu cô nương, ha ha. Cửu vĩ thiên hồ nói xong lại nở nụ cười, nàng rất hài lòng việc mình có thể trùng tu thuận lợi. Được được, vậy sau này ta gọi ngươi là cửu cô nương. Nhìn Huyền Vũ Bắc Minh thế này xem ra đã hoàn toàn bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Dương Bách Xuyên nghĩ đến nếu cửu vĩ hồ bảo hắn ta đi nhảy xuống vách núi chắc hắn ta cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Lúc này Tiểu Trích Tiên đường đường mở miệng chào phúng nói, trùng tu một đời mà vẫn không biết xấu hổ như vậy, chẳng phải là ngươi ỷ vào dung nhan yêu mị của kiếp trước sao? Tiểu Trích Tiên, ngươi đừng có châm chọc ta, mặc dù trùng tu nhưng dung mạo cũng không phải thứ ta có thể tùy ý thay đổi, ngươi có muốn cũng không được đâu. Ai mà thèm chứ? Tiểu Trích Tiên đấu võ mồm với cửu vĩ thiên hồ. Huyền Vũ cũng xen vào theo. Dương Bách Xuyên nhìn ra ba người này kiếp trước có lẽ đều không phải hạng người đơn giản, cũng đều quen thân với nhau, tuy có chút cãi cọ nhưng lại không có ý tức giận thực sự. Mà giờ phút này Trịnh Bân Bân đi tới trước người Dương Bách Xuyên, giơ tay khẽ khua qua mắt hắn nói, sao lại ngây người rồi. Dương Bách Xuyên hoàn hồn, sắc mặt đỏ lên, đương nhiên biết nàng ta đang nói đến cửu vĩ thiên hồ, xấu hổ cười một tiếng cũng không biết trả lời thế nào. Trịnh Bân Bân nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Dương Bách Xuyên cũng cười khanh khách nói, có gì phải xấu hổ chứ, cho dù là ta ở trước mặt sư phụ cũng không khỏi đỏ mặt chân run, chứ đừng nói ngươi là một đại nam nhân. Sư phụ, Dương Bách Xuyên có chút ngẩn người, ý ngươi là, cửu vĩ thiên hồ là sư phụ của ngươi. Trịnh Bân Bân cười, gật gật đầu nói, chuyện khá dài, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hiện giờ Dương Bách Xuyên vô cùng tò mò. Nhìn thấy ba người Tiểu Trích Tiên đang đấu võ mồm nhưng hiển nhiên cũng đang bàn chuyện, hắn lại cùng Trịnh Bân Bân đi tới một bên, hắn muốn biết tại sao Trịnh Bân Bân và cửu vĩ thiên hồ đi cùng nhau, cả việc cửu vĩ thiên hồ là sư phụ của nàng ta nữa. Hắn cũng chưa bao giờ nghe nói nàng ta có một sư phụ là cửu vĩ thiên hồ. Hơn nữa Trịnh Bân Bân là con người, sao lại bái một yêu tộc làm vi sư được? Trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn. Đi tới một bên. Dương Bách Xuyên hỏi, nàng không ở vương quốc mạo hiểm làm nữ vương cho tốt mà lại đi theo cửu vĩ thiên hồ đến góp vui cái gì, người biết mấy người bọn họ muốn làm gì nguy hiểm hay không? Mặc kệ nói như thế nào, Dương Bách Xuyên đều coi Trịnh Bân Bân là bằng hữu, nàng ta coi như là bằng hữu duy nhất của hắn ở Sơn Hải giới, hơn nữa hắn còn nhận con gái Viên Viên làm đồ đệ, chuyện giết địa tiên nguy hiểm như vậy, về tình về lý Dương Bách Xuyên cũng không hy vọng Trịnh Bân Bân xen vào. Trịnh Bân Bân nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện tràn đầy quan tâm, trong lòng rất ấm áp, cười khổ nói, không phải ta đã từng nói với ngươi là muốn đi vào di tích Vương Triều Sơn Hải Giới trong châu Tây Sơn để đi tìm tổ tiên sao, kết quả lại gặp được sư phụ. Đi vào sâu trong châu Tây Sơn sao, không phải ta đã nói chờ ta đi cùng ngươi rồi à, ngươi còn nói 20 năm sau mới đi, bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới trôi qua 8 năm thôi chứ. Dương Bách Xuyên ở trong bí cảnh thao thiết nên không có khái niệm thời gian, sau khi đi ra mới tính lại thời gian trôi qua mới không đến 8 năm. Năm đó hắn đã đồng ý với Trịnh Bân Bân sẽ cùng đến di tích Vương Triều Sơn Hải Giới, hắn còn nhớ rõ nàng ta từng nói sau khi luyện hóa phân thân của tổ tiên nhà nàng ta thì chính nàng ta cũng trúng lời nguyền, nhất định phải đi sâu vào trong di tích Vương Triều Sơn Hải ở châu Tây Sơn để tìm tổ tiên mạo hiểm vương. Mặc dù nàng ta biết có thể tổ tiên đã chết từ lâu rồi. Cho dù còn sống sót cũng chỉ là tàn hồn, nhưng nếu không đi thì chính nàng ta cũng chỉ có một con đường chết. Lúc đầu đã nói 20 năm sau mới đi, không ngờ chưa tới 10 năm nàng ta tự mình đi. Trịnh Bân Bân mỉm cười nói, năm đó chỉ nói cho qua thế thôi, ta biết rõ là đi thì chịu chết, hà tất gì phải kéo theo ngươi làm đệm lưng. Cho nên 7 năm trước ta đã tự mình đi rồi. Đúng rồi, ta đã truyền ngôi mạo hiểm vương cho Viên Viên. Ngày sau Viên Viên chính là nữ vương của vương quốc mạo hiểm, như vậy cũng tốt, một mình ung dung tự tại, cộng thêm sự trợ giúp của Vân Môn, vương quốc mạo hiểm có thể truyền thừa lâu đời. Ngươi yên tâm, trước khi đi ta đã quét sạch những thứ cần quét dọn rồi, Viên Viên tỏa trấn vương quốc mạo hiểm sẽ không có vấn đề gì đâu. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên tối sầm lại, không nghĩ tới Trịnh Bân Bân còn chơi như vậy. Dám đưa vương quốc mạo hiểm nàng vất vả lắm mới hợp nhất thành lập được truyền cho con gái Viên Viên. Lúc này hắn không biết nên khóc hay là nên cười. Ngươi,
hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không biết nên nói thế nào. Có phải muốn hỏi tại sao ta lại cam lòng như thế đúng không? Trịnh Bân Bân mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ không phải sao? Dương Bách Xuyên cười khổ. Lúc trước ta thu nhận Viên Viên làm đồ đệ thật ra là vì mục đích này, Vân Môn ngươi là tông môn duy nhất của Châu Tây Sơn, lại chiếm giữ đại trận truyền tống, mấy năm nay lại phát triển nhanh chóng, có rất nhiều cao thủ tồn tại, Viên Viên là nữ nhi của Dương Bách Xuyên ngươi, cũng có thiên phú quản lý, nghĩ đến con bé cũng là công chúa Vân Môn nên tiếp nhận vương quốc mạo hiểm là thích hợp nhất. Hơn nữa, bây giờ Trịnh gia cũng không còn người nào nữa. Ta không truyền vương quốc mạo hiểm cho đồ đệ thì truyền cho người khác sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Có Vân Môn làm hậu thuẫn, Viên Viên trở thành nữ vương của vương quốc mạo hiểm thì vương quốc mạo hiểm mới có thể tồn tại lâu dài. Đây hy vọng ký thác của ta, xin tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Trịnh Bân Bân xin lỗi Dương Bách Xuyên. Mà thật ra Dương Bách Xuyên biết là mình nên cảm ơn Trịnh Bân Bân nhiều hơn vì đã cho con gái một cơ hội. Hai người ngươi một câu ta một câu, rồi đều lắc đầu cười. Đề tài này lướt qua, Dương Bách Xuyên hỏi, ngươi còn chưa nói, tại sao Cửu Vĩ Thiên Hồ lại trở thành sư phụ của ngươi? Trịnh Bân Bân buồn bã nói, ta đi vào sâu trong sa mạc Châu Tây Sơn tìm được di tích Vương Triều Sơn Hải, cũng căn cứ vào manh mối mà tổ tiên để lại hoặc có thể nói là lời nguyền và tìm được thần hồn của tổ tiên. Đích thật là tổ tiên mạo hiểm vương bị nhốt trong di tích Vương Triều Sơn Hải, nhưng... mục đích của ông ta là đoạt xá sau lưng người nhà ruột thịt như ta để lấy lại cuộc sống mới, vốn dĩ ta đã chuẩn bị tốt chuyện bị đoạt mạng, hoàn toàn không có cách phản kháng. Ai ngờ vào giây phút sinh tử quan trọng thì sư phụ xuất hiện cứu ta, nàng ấy bày ra tu vi thông thiên, sau khi cứu ta còn thu nhận ta làm đồ đệ, đơn giản như vậy thôi. Nghe Trịnh Bân Bân nói xong, Dương Bách Xuyên thử thăm dò, nói vậy thì sư phụ ngươi là thiên hồ nương nương của Vương Triều Sơn Hải thời xa xưa ư. Nàng xuất hiện ở di tích của Vương Triều Sơn Hải, lại còn cực kỳ quen thuộc với nơi đó, ta nghĩ chắc là đúng đó. Trịnh Bân Bân không hiểu rõ vị sư phụ mới vừa bái nhận cho lắm. Nhưng Dương Bách Xuyên hơi hoảng hốt, năm đó hắn lấy được củ sen linh khí ở cấm địa tộc Sa Hồ, theo lời hồn hồ yêu canh giữ thì đó là đồ của thiên hồ nương nương. Bây giờ xem ra hắn phải giấu thật kỹ kẻo lộ, nếu thiên hồ nương nương biết, không chừng củ sen linh khí sẽ bị cướp mất. Phải biết rằng đó là chí bảo luyện chế ngoại pháp chi thân thượng thừa đấy. Bất kể là Tiểu Trích Tiên, Huyền Vũ Bắc Minh hay là Cửu Vĩ Thiên Hồ, thậm chí cả Tiểu Phượng Hoàng đều là chuyển tu tái sinh. Điểm khác biệt là bọn họ chuyển tu tái sinh có truyền thừa và bí pháp nên giữ được trí nhớ kiếp trước, đây mới là yếu tố mạnh nhất. Cũng chính vì vậy, Tiểu Trích Tiên đường đường mới có thể nói ra câu chém giết hóa thê lương địa tiên cấp một cách nhẹ nhàng như vậy. Dương Bách Xuyên cảm thấy có lẽ bọn họ thật sự có thể thành công. Bên này hắn đang nói chuyện với Trịnh Bân Bân, bên kia cuộc cãi vã hay nói là cuộc bàn bạc của ba người Tiểu Trích Tiên đã kết thúc. Nàng hô to gọi mấy người Dương Bách Xuyên, Trịnh Bân Bân tới. Sau khi bốn người họ đi tới, Cửu Vĩ Thiên Hồ khẽ mỉm cười hỏi, người quen biết đồ nhi của ta hả? Nàng ta vừa nói vừa nhìn Dương Bách Xuyên. Tim Dương Bách Xuyên đập dồn dập. Hắn vội vàng quay sang trả lời, đúng vậy, chúng ta là bạn. Hắn không dám liếc nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hồ Ly tỷ tỷ, tỷ có thể che mặt hay không? Tỷ thế này khiến đại ca ca rất khó xử đấy, đến lúc đó làm sao giúp đỡ được? Tiểu Trích Tiên u oán nói. Ha ha ha, được, ta che là được chứ gì? Trong lúc nói chuyện, nàng vung tay đeo khăn che mặt. Dương Bách Xuyên liếc nhìn, tim vẫn đập nhanh nhưng đã đỡ hơn nhiều. Hắn hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc xao động. Hắn nghĩ ngoại hình của Cửu Vĩ Thiên Hồ là thủ đoạn thần thông của nàng ta. Khi đối địch, chỉ riêng ngoại hình cũng đủ khiến cho đạo tâm của kẻ địch rối loạn. Quả là ghê gớm. Sau đó, Tiểu Trích Tiên đường đường dặn dò, khi nào lên đến cung thiên trảm, ba người họ sẽ đối phó với hóa thê lương. Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân, Hầu Đậu Đậu, Ngô Mặc Thu đi tìm Tiểu Phượng Hoàng. Tuy không biết cụ thể Tiểu Phượng Hoàng đang ở đâu, nhưng chắc chắn là ở trong phạm vi cung thiên trảm. Chỉ cần tìm được Tiểu Phượng Hoàng thì nắm chắc có thể giết hóa thê lương. Đương nhiên mấy lão quái vật vẫn là lão quái vật, cho dù chuyển sinh trọng tu vẫn có thân xác trẻ trung, nhưng linh hồn vẫn là lão quái. Mặc dù lời nói qua loa tùy ý, nhưng lọt vào tai mấy người Dương Bách Xuyên lại rất có đạo lý.
Việc tìm Tiểu Phượng Hoàng cũng chỉ trông cậy vào hai người Dương Bách Xuyên và Trịnh Bân Bân. Tu vi của Hầu Đậu Đậu và Ngô Mặc Thu quá thấp, trong mắt ba lão quái vật, hai người họ chỉ góp mặt cho có mà thôi. Dương Bách Xuyên vui vẻ nhận nhiệm vụ tìm Tiểu Phượng Hoàng. Dù sao một trong những mục đích của hắn là tìm Tiểu Phượng Hoàng và con trồn. Bất kể Tiểu Phượng Hoàng có phải là lão quái vật Niết Bàn trùng sinh hay không, Dương Bách Xuyên vẫn nhớ năm đó ở thành Yêu Quang, nàng hô to gọi mình là ca ca, hắn đặt tên cho nàng là Dương San Hồng. Dương Bách Xuyên vĩnh viễn khắc ghi tình nghĩa này trong lòng. Tìm được Tiểu Phượng Hoàng thì cũng tìm được con trồn, còn chuyện đối phó với Hóa Thê Lương thì hắn hữu tâm vô lực. Địa tiên cấp 1 có tu vi cường đại tương đương độ kiếp kỳ, hiện tại hắn mới là cảnh giới phân thần, so với những lão quái vật này thì thực lực tu vi kém xa. Cho dù ba người họ bảo hắn đi đối phó với Hóa Thê Lương, hắn cũng không đi. Sau một hồi bàn bạc dặn dò, đoàn người đi lên núi. Dãy núi Thiên Trảm có thiên cương kinh lôi, nếu không muốn phi hành thì chỉ có thể đi bộ. Theo lời của Tiểu Trích Tiên Đường Đường, phải trải qua 7 tầng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng tuyết mới có thể lên đến cung Thiên Trảm trên đỉnh núi. Cửa đại trận mà Hóa Thê Lương trấn giữ nằm ở đó. Hiện tại chỉ riêng việc leo lên dãy núi Thiên Trảm phải trải qua 7 tầng cửa ải cũng đủ khiến tu sĩ bình thường an hành rồi, chứ đừng nói chi đến chuyện sau khi lên núi còn có một đại trận ngăn cản, có địa tiên trấn giữ. Thử hỏi ai có thể vượt qua Thiên Trảm? Vốn dĩ uy lực của 7 ải không lớn như vậy, sau khi bày đại trận Thiên Trảm, uy lực mới tăng đến cấp độ hiện tại. Tu sĩ dưới cảnh giới phân thần muốn tới gần cũng là cả một vấn đề. Đoàn người nhanh chóng đi tới chân núi. Trước mặt là một vách núi giống bên ngoài, dựng đứng 90 độ, kéo dài đằng đẵng không thấy điểm cuối. Đây là tầng thứ nhất có tên Thiên Trảm Chi Kim. Sườn núi đá cứng ngang linh khí, trơn nhẵn như mặt gương, vuông góc 90 độ. Việc phải làm là leo lên. Mấy đứa nhỏ đi theo nào, Huyền Vũ hét to, sau đó dậm chân một cái bay lên, hai tay cắm vào vách núi, leo lên thoăn thoắt như khỉ. Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ cũng vậy. Hai người dặn đám Dương Bách Xuyên đi theo phía sau mình. Bởi vì sau khi leo lên Thiên Trảm Chi Kim, tiếp theo là Thiên Trảm Chi Mộc có dây leo như rắn quất tới quất lui, nếu bị quấn lên thì không thể thoát thân. Mấy người Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã biết. Bọn họ vận chuyển chân khí, 10 ngón chân cắm vào sườn núi, nhanh chóng đuổi theo. Tuy bọn họ không có tu vi cao như ba người Tiểu Trích Tiên, nhưng đi theo sau không thành vấn đề. Chúng ta so tốc độ đi. Trịnh Bân Bân cười hì hì, nháy mắt đã vượt qua Dương Bách Xuyên, tiến về phía trước. Hầu Đậu Đậu hừ lạnh, thi leo núi, ta chưa từng sợ ai. Trong lúc nó nói chuyện, móng tứ chỉ bỗng dài ra, cắm phầm phập vào vách núi như mặt gương dựng đứng 90 độ như cắm vào đậu phụ, nhanh chóng leo lên. Thoát cái nó đã vượt qua Trịnh Bân Bân, theo sát Tiểu Trích Tiên. Dương Bách Xuyên nhìn Hầu Đậu Đậu leo lên thoăn thoắt, thầm khen ngợi trong lòng. Quả thật xét về leo núi thì Hầu Đậu Đậu chiếm ưu thế bẩm sinh, tứ chi dài và sắc bén, nó leo lên vách núi dựng đứng 90 độ mà như dẫm lên đất bằng. Cuối cùng chỉ có Ngô Mặc Thu hơi yếu. Nàng là quỷ tu, mà leo núi phải dựa vào sức chống đỡ của cơ thể, đây không phải thế mạnh của nàng. Dương Bách Xuyên chờ Ngô Mặc Thu đuổi kịp mới nói, Thu Nhi, muội vào không gian bình càn khôn đi, khi nào lên tới nơi ta sẽ đưa muội ra ngoài. Nơi này không phải thế mạnh của muội. Ngô Mặc Thu cũng biết mình nhỏ yếu, không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Bách Xuyên, cho nên nàng gật đầu rồi tiến vào không gian bình càn khôn. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhìn lên trên, mấy người kia đã biến mất dạng. Hắn nhếch miệng cười, mình cũng thử tốc độ. Hắn nói xong, pháp lực ở hai tay giống như một cột sáng dán chặt vào sườn núi, sau đó phóng lên cao. Hắn có thần thông thân pháp chỉ xích thiên nhai công, có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Chẳng qua là chuyển hóa năng lượng lên hai tay mà thôi. Chẳng mấy chốc Dương Bách Xuyên đã đuổi kịp Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu, còn vượt qua họ sóng đôi với Tiểu Trích Tiên, sau đó tiếp tục tiến lên. Dương Bách Xuyên vượt qua Tiểu Trích Tiên, đuổi kịp Thiên Hồ, rồi lại đuổi kịp Huyền Vũ. Tốc độ của hắn khiến ba lão quái chuyển tu nhìn với cặp mắt khác xưa. Không biết họ đã đi bao lâu, trong tầm mắt xuất hiện màu xanh biếc vô tận. Khi tới gần mới phát hiện đó là từng dây leo màu lục như mọc ra từ cửu thiên. Từng dây leo to bằng bắp đùi, bên trên có gai, lá xanh to như bàn tay che phủ.
Đột nhiên một dây leo giống như bị gió lớn thổi bay, cũng giống như một con mãng xà sống dậy, quất tới Dương Bách Xuyên. Tốc độ nhanh như chớp, mang theo kình phong vù vù, cho thấy lực quất cực lớn. Dương Bách Xuyên giật thót, vội vàng dán vào vách núi, lộn nhào tránh né. Ầm. Một âm thanh lớn vang lên. Ngay sau đó, vách núi cứng ngang linh khí bị dây leo quất nứt. Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh, trong lòng kinh hãi. Trên dây leo có gai, cộng thêm lực độ lớn như vậy, nếu lần này hắn bị quất trúng thì cho dù không mất mạng cũng bị đau. Cẩn thận! Huyền Vũ bất chợt ra tay, bàn tay giơ lên, phát ra quầng sáng màu xanh lam. Bàn tay chân khí to bằng cái thất chụp về phía đỉnh đầu Dương Bách Xuyên. Ầm ầm! Trong tiếng vang lớn, Dương Bách Xuyên nhìn thấy 7-8 dây leo quất về phía đỉnh đầu hắn, mà một chưởng của Huyền Vũ Bắc Minh trực tiếp đánh lên 7-8 dây leo. Lúc này, Dương Bách Xuyên cảm ơn, tạ ơn tiền bối. Vừa rồi nếu không có một chưởng kia của Huyền Vũ Bắc Minh, thì cho dù hắn tránh cũng không kịp, chắc chắn sẽ bị dây leo im hơi lặng tiếng xuất hiện quất lên người. Như vậy cũng đủ khiến hắn ăn đau. Nhóc con đừng phân tâm. Dây leo ở đây có gai, còn có độc nữa, hễ sơ sẩy sẽ ăn hành đấy. Hãy nhìn dây leo vô tận không thấy điểm cuối đi, đây là tầng 2 thiên trảm chi mộc, độ cao vạn trượng toàn là dây leo rậm rạp, chúng ta muốn đi lên không dễ đâu. Đã đến lúc khảo nghiệm bản lĩnh của ngươi. Huyền Vũ Bắc Minh xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, vừa nhìn dây leo vô tận trên đỉnh đầu vừa nói. Dương Bách Xuyên chấn động. Lên tiếng hỏi, lẽ nào cả núi Thiên Trảm đều dựng đứng thế này? Cả ngọn núi đều có hoàn cảnh tự nhiên tương tự như dây leo sao? Huyền Vũ cười ha hả, nói một cách chính xác là tầng nào cũng nguy hiểm hết. Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Trong ngũ hành thiên chỉ có Thiên Trảm chi tinh lúc mới leo lên không có chướng ngại vật. Từ bây giờ đã tiến vào Thiên Trảm chi mộc, xuất hiện dây leo kéo dài vạn trượng. Tiếp theo là Thiên Trảm chi thủy, là thác nước treo ngược chân trời. Chúng ta phải bơi lên trên như cá vượt long môn, kế tiếp là hỏa diễm, đao lâm, phong lôi, vũ tuyết, toàn là môi trường khắc nghiệt. Nói xong Huyền Vũ Bắc Minh hỏi, sao vậy, sợ à? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, chưa đến nỗi sợ, hoàn cảnh càng khắc nghiệt càng có thể rèn rũa bản thân, xem như tu hành vậy. Ha ha ha, nhóc con nói không sai, tâm thái tốt đấy. Đúng vậy. Mặc dù 9 tầng thiên trảm có hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng nếu như có thể vượt qua thì quả thực có trợ giúp lớn cho tu vi. 4 các ngươi đi theo 3 chúng ta sẽ cố gắng che chở cho các ngươi. Tuy nhiên, không được coi thường bất cứ tầng nào. Tiểu Trích Tiên và Thiên Hồ đã lên tới, người nói chuyện là Thiên Hồ. Sau đó, Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu cũng tới. Người bạn quỷ tu kia của ngươi đâu? Tiểu Trích Tiên không nhìn thấy Ngô Mặc Thu. Bèn hỏi Dương Bách Xuyên. Nàng có bí pháp đuổi theo, chúng ta không cần quan tâm tới nàng. Đương nhiên Dương Bách Xuyên sẽ không nói Ngô Mặc Thu đã được hắn thu vào không gian bình càn khôn, chỉ thuận miệng giải thích một câu. Tiểu Trích Tiên cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, ba người các ngươi theo sát nhé, bắt đầu từ bây giờ đường khó đi rồi đó. Sự quan tâm của Tiểu Trích Tiên đường đường khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy ấm lòng. Nàng hỏi thăm Ngô Mặc Thu chứng tỏ nàng quan tâm mỗi người trong đội ngũ, rất có tình người. Dương Bách Xuyên thích cảm giác này. Hắn biết ba người Tiểu Trích Tiên đường đường, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Huyền Vũ Bắc Minh tuy là chuyển tu trùng sinh, nhưng về bản chất họ vẫn là cây cao bóng cả, bởi vì họ có trí nhớ kiếp trước, tức là có các loại thủ đoạn thần thông ở kiếp trước, không thể khinh thường. Phía trước phải một đường sông sáo lên núi Thiên Trảm, bọn họ mới chỉ vượt qua tầng thứ nhất. Bây giờ chỉ mới bắt đầu mà đã xuất hiện thế giới dây leo vô cùng đáng sợ. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra ba lão quái vật không sợ hãi chút nào. Có vẻ như ba người họ không để 6 tầng thiên trảm tiếp theo vào mắt. Lúc này, mọi người hệt như con nhện, hai tay cắm vào vách núi cứng rắn, vị trí tại điểm tiếp giáp giữa tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Hầu Đậu Đậu không nhịn được than thở, phiền quá đi mất, dứt khoát bay lên là được mà, leo thế này đến bao giờ? Huyền Vũ Bắc Minh cười gằn, con khỉ kia, người bị ngu à? Nếu có thể trực tiếp bay lên thì cần gì phải phiền toái như vậy? Ở đây có cấm chế, nếu bay lên thì thứ chờ đợi chúng ta là thiên cương lôi cuồn cuộn đấy. Không sợ chết thì người bay thử coi, ha ha.
Hích, Hầu Đậu Đậu nghẹn lời. Lúc này, Thiên Hồ cất lời, đừng lề mề nữa, mọi người đẩy nhanh tốc độ đi. Đừng để sứ giả biên giới phát hiện rồi lại gây phiền phức cho chúng ta. Dứt lời nàng ta nhảy bật lên, cấp tốc leo lên. Tiểu Trích Tiên và Huyền Vũ Bắc Minh theo sát phía sau. Ba người nhanh chóng tạo thành hình chữ nhất y tiến lên phía trước. Ba người Dương Bách Xuyên vội vàng đuổi theo. Bọn họ biết lúc này theo sát phía sau ba lão quái mới có thể tránh được sự tấn công của dây leo ở mức tối đa. Cũng biết rằng cho dù như vậy vẫn không tránh khỏi bị dây leo ảnh hưởng. Thật sự là quá nhiều dây leo vô tận như bò trên tường vậy. Cả thế giới toàn là dây leo to bằng cánh tay. Ầm ầm ầm. Ba người Tiểu Trích Tiên ở phía trước ung dung đối phó. Thiên Hồ đi giữa, đột nhiên sau lưng phát ra ánh sáng trắng, hư ảnh một con bạch hồ xuất hiện. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cả thảy bảy cái đuôi. Hắn biết tộc cửu vĩ hồ không nhất định có 9 cái đuôi, mà mỗi đuôi là một cảnh giới tu vi, 9 đuôi là cao nhất. Hiện tại Thiên Hồ đã có 7 đuôi, đủ để chứng minh sức mạnh cường đại của nàng ta. Tuy chỉ là hư ảnh của Thiên Hồ, nhưng thực lực bày ra vô cùng đáng sợ. 7 cái đuôi phía sau hư ảnh giống như máy gặt quét qua dây leo rào rào. 7 cái đuôi chạm tới đâu, từng dây leo đứt lìa tới đó. Dây leo không thể đả thương Thiên Hồ. Thiên Hồ bình tĩnh đối phó với dây leo, tốc độ đi đường không giảm chút nào. Còn Huyền Vũ Bắc Minh thì một tay biến ra móng tay như lưỡi đao, cắm vào vách núi tiến về phía trước. Tay kia vung gậy gỗ, từng quầng sáng màu xanh lam tỏa ra lấp lóe. Mỗi một lần ánh sáng màu lam lóe lên, dây leo sẽ bị đánh tan nát, trông rất mạnh. Về phần Tiểu Trích Tiên đường đường, Dương Bách Xuyên không thấy nàng làm gì hết, thong dong cắm hai tay vào vách núi mà đi. Nhưng không biết từ lúc nào trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một pháp khí chiếc ô lấp lánh ánh sáng vàng. Ô bay lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, mỗi lần phát ra ánh sáng vàng sẽ đánh dây leo thành bột phấn. Trong mắt Dương Bách Xuyên, cả ba lão quái vật chuyển tu trùng sinh đều có thủ đoạn riêng, ai cũng lợi hại. Hắn, Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân theo sau ba người đúng là chiếm hời, có thể nói là được ba lão quái vật che chở. Thỉnh thoảng có một hai dây leo lọt lưới quất tới. Ba người Dương Bách Xuyên có thể đối phó dễ dàng. Nếu không có Tiểu Trích Tiên, Thiên Hồ và Huyền Vũ Bắc Minh che chở, mà chỉ dựa vào sức mạnh của ba người Dương Bách Xuyên, tuy rằng bọn họ có thể đối phó với đám dây leo này, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đột nhiên Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Hắn ngẩng đầu, phía trước trắng mênh mông. Hắn biết dây leo. Hay nói chính xác hơn là tầng thứ 2 thiên trảm chi mộc đã tới điểm cuối. Kế tiếp là thiên trảm chi thủy tức tầng thứ 3 mà Huyền Vũ Bắc Minh từng nhắc tới. Tầng thứ 3 này là thác nước treo ngược chân trời chảy xuống. Quả nhiên một lát sau, dây leo xung quanh đã biến mất không còn tăm hơi, một khu vực nứt vỡ rộng 10 trượng xuất hiện. Khu vực này coi như an toàn, vẫn là vách đá cứng rắn nhưng không có gì cả. Cách 10 trượng, trên đỉnh đầu là thác nước chảy xiết. Ba người Dương Bách Xuyên nhìn mà chấn động vô cùng. Ngước nhìn lên, thác nước tựa như thiên hà treo ngược không thấy điểm cuối, hoàn toàn không biết thác nước rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu. Dòng nước ào ào chảy xuống không dứt, hệt như một tấm chắn bằng nước tự nhiên. Điều kỳ lạ là sau khi dòng nước đổ xuống, nó hoàn toàn biến mất ở vị trí 10 trượng, không có một giọt nước nào rơi xuống. Huyền Vũ Bắc Minh nói, đây là tầng thứ 3 thiên trảm chi thủy. Cũng cao vạn trượng. Những thác nước treo ngược chân trời này không có gì nguy hại, chỉ có một chữ, nặng. Các ngươi cần phải bơi lên cả 10 vạn trượng, có thể chịu được áp lực của dòng nước thì rất có lợi cho nhục thể. Mặc dù thiên trảm ngăn cản tu sĩ, nhưng cũng là nơi rèn luyện tự nhiên giúp tu sĩ tu luyện thân thể. Nếu có thể lĩnh ngộ uy lực của thác nước chảy xuống thì càng có lợi cho tu vi sau này. Tầng thứ 3 này các ngươi phải tự mình đi, ba chúng ta không giúp được gì. Cứ thế nhé, chúng ta chờ các ngươi ở tầng thứ 4. Nói xong Huyền Vũ dẫn đầu tiến lên, chui vào thác nước chảy xiết, bơi ngược lên trên, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Thiên Hồ ngoảnh đầu nhìn Trịnh Bân Bân, đồ nhi ngoan cố lên. Nơi này có thể tôi luyện thân thể, con đừng bỏ lỡ. Vi sư chờ con ở phía trước. Dứt lời nàng cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu Trích Tiên đường đường nhìn Dương Bách Xuyên, cười hì hì nói, đại ca ca cố lên. Đây là ải cá vượt Long Môn, đi lên rất có lợi cho tu vi.
Ta đi trước đây. Chấm chấm chấm. Ba người Dương Bách Xuyên nhìn ba lão quái vật chuyển tu rời đi, sau đó quay sang nhìn nhau. Miệng hầu đậu đậu méo sạch, ba lão hồ ly này đã nói là sẽ che chở chúng ta đi lên, vậy mà chưa đi được phân nửa đã bỏ lại chúng ta. Quá ư vô trách nhiệm. Dương Bách Xuyên lại cảm thấy ba người Tiểu Trích Tiên nói rất đúng. Quả thật môi trường này có thể tôi luyện thân thể. Nói ba lão quái vật vô trách nhiệm, chẳng bằng nói là ba người họ muốn để cho ba bọn hắn trải nghiệm rèn luyện. Hắn mỉm cười nói với hầu đậu đậu đang oán giận, đừng oán trách nữa, môi trường nào cũng là tu chân cả. Thác nước tầng thứ ba này treo ngược từ chân trời đổ xuống, tất nhiên có trọng lực không gì sánh bằng, rất thích hợp để tôi luyện thể xác. Người có thân thể yêu tộc, lẽ nào lại sợ chút khó khăn này? Hầu đậu đậu trợn mắt, sao có thể chứ? Nhục thể của ta mạnh hơn hai người. Chúng ta thi đấu đi, để xem ai lên tầng thứ tư trước. Trịnh Bân Bân nở nụ cười xinh đẹp, cũng được. Đã thi đấu thì phải có phần thưởng. Ta có nước linh tuyền ở sa mạc và công pháp an thần, lấy chúng làm phần thưởng đi, ai về nhất thì cho người đó. Hầu đậu đậu và Dương Bách Xuyên nghe xong, hai mắt lập tức sáng ngời. Các ngươi có phần thưởng gì? Trịnh Bân Bân mỉm cười hỏi. Hầu đậu đậu cười he he, ta có một vò rượu khỉ nghìn năm năn nỉ xin từ trưởng lão, lấy nó làm phần thưởng đi. Dương Bách Xuyên nở nụ cười, ta có ba quả linh đào làm phần thưởng. Ba người cười cười nói, quyết định tiền thưởng thi đấu. Đương nhiên điều quan trọng nhất là đặt việc tôi luyện thân thể lên đầu, mọi người đều hiểu thật ra đây chỉ là một hình thức cổ vũ lẫn nhau. Hầu đậu đậu cho rằng mình có thân viên hầu. Nhất định là người có nhục thể mạnh mẽ nhất trong ba người. Trịnh Bân Bân lại cho rằng mình đã dung hợp phân thân thuần dương của tổ tiên, cơ thể mình mạnh mẽ nhất trong ba người. Nàng đưa ra phần thưởng là để cổ vũ Dương Bách Xuyên và Hầu Đậu Đậu. Còn Dương Bách Xuyên thì không nghĩ giống hai người. Thân thể của hắn là nhục thể cảnh giới kim cương trong lời nói của sư phụ, tràn đầy sức mạnh, gân cốt còn mạnh ngang linh khí bình thường, tất nhiên sẽ không yếu. Nhưng hắn cũng biết sau khi Trịnh Bân Bân dung hợp phân thân thuần dương, nhục thể của nàng ta chắc chắn mạnh hơn hắn. Dương Bách Xuyên cho rằng trong ba người, Hầu Đậu Đậu rơi vào thế yếu. Ba người nhìn nhau mỉm cười, sau đó xông lên vèo vèo vèo, nháy mắt đã chui vào trong thác nước. Sau khi vào trong thác nước, ba người phải dựa vào bản lĩnh và thủ đoạn của mình, không ai giúp được ai. Dương Bách Xuyên vừa chui vào, lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Quên mất tiêu chân khí hộ thể bị nước dội ướt. Ngoài ra còn có trọng lực lớn, cả người như bị một ngọn núi lớn đè lên. Hắn đã nghĩ tới trọng lực, nhưng không ngờ trọng lực lớn ngoài sức tưởng tượng. Dương Bách Xuyên bất cẩn, suýt thì tuột tay rơi xuống. Hắn vội vàng truyền chân khí vào hai tay, cắm chặt vào vách núi để trụ vững cơ thể. Cho dù như vậy, hắn vẫn bị áp lực nặng nề của nước đẩy rơi. 10 ngón tay cắm vào vách núi. Đá vụn rơi xuống. Môi trường thế này nằm ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Hiện tại hắn rất bội phục ba lão quái vật chuyển tu đã đi trước. Lúc trước hắn thấy tốc độ của cả ba người rất nhanh, di chuyển rất dễ dàng thoải mái, thoáng cái đã không còn tăm hơi. Lúc này tự mình trải nghiệm mới cảm nhận được sự đối lập. Dương Bách Xuyên thầm than trong lòng, ba lão quái vật chuyển tu đều biến thái. Từ việc leo lên thác nước cũng có thể so sánh thực lực tu vi. Hắn còn kém xa ba lão quái vật chuyển tu. Thiết nghĩ địa tiên hóa thê lương càng đáng gờm hơn. Dương Bách Xuyên không khỏi lo lắng về điều này. Trong lúc hắn suy nghĩ, Trịnh Bân Bân và Hầu Đậu Đậu đã bắt đầu leo lên. Giống với suy nghĩ của hắn, quả nhiên tốc độ của Trịnh Bân Bân nhanh hơn một chút. Hầu Đậu Đậu chiếm ưu thế bẩm sinh, sử dụng cả tứ chi nhưng tốc độ vẫn chậm hơn Trịnh Bân Bân. Dương Bách Xuyên cười khổ trong lòng, xem ra mình mới là người yếu nhất. Đương nhiên hắn chỉ cảm khái vậy thôi, khi thật sự dốc toàn sức thì tốc độ của hắn không chậm hơn hai người kia. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên lại muốn ở trong thác nước trải nghiệm uy thế của thác nước treo ngược chân trời như thiên hà, hy vọng có thể tăng cường khí thế chi tâm của mình, đẩy thần thông kiếm thuật lên một bậc, lấy việc rèn luyện làm chủ. Nghĩ như vậy, hắn chuyển chân khí trong cơ thể vào hai bàn tay, đuổi theo Hầu Đậu Đậu và Trịnh Bân Bân. Nhưng Dương Bách Xuyên vừa mới di chuyển lên trên, giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà lập tức vang lên trong đầu, thằng nhóc thúi đừng dùng chân khí, dùng sức mạnh cơ thể leo lên đi. Nghe sư phụ nói vậy,
Dương Bách Xuyên trợn to mắt, lão già chết tiệt, người điên rồi sao? Trên người con như có một ngọn núi lớn, vận chuyển chân khí toàn thân leo lên còn cảm thấy mệt, vậy mà người lại bảo con không dùng chân khí, thế thì leo lên kiểu gì? Thằng nhóc thúi không được nghi ngờ vi sư, nơi này có pháp tắc trọng lực của địa tiên, tuy không nguy hiểm nhưng cộng thêm thác nước treo ngược này chính là bãi rèn luyện tự nhiên đấy. Thác nước chảy xiết là búa sắt tự nhiên, mà con là một tảng đá. Trong môi trường này, nếu có thể kiên trì đột phá cực hạn trước đây thì nhục thể của con sẽ bước vào cảnh giới sinh tử. Nhục thể cảnh giới sinh tử là nhục thể mỗi tu sĩ đều khao khát. Nếu không phải con đã rèn luyện nhục thể đến kim cương nhục thể thì cho dù con muốn rèn luyện cảnh giới sinh tử cũng chẳng được. Bớt nói nhảm đi, làm theo lời sư phụ. Rất nhiều năm rồi bình cảnh kim cương nhục thể của con không có động tĩnh, đây là đạt đến bình cảnh rồi. Nhân cơ hội này con hãy tôi luyện nhục thể, phá bình cảnh kim cương nhục thể. Nếu có thể đột phá, bước vào cảnh giới sinh tử nhục thể thì vô cùng có lợi. Vân Thiên Tà gần như ra lệnh cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên bất đắc dĩ nói, lão già chết tiệt, dù sao người cũng phải nói cho con biết cảnh giới sinh tử là gì chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.